Hoàng Dinh được kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình giao lưu chia sẻ trực tuyến về các phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động do chương trình do Trung tâm BMC Việt Nam tổ chức ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Trung tâm Đào tạo và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng BMC Việt Nam. Ngoài ra, quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube chính thức của chúng tôi hoặc trên website bmcvietnam.org. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm VMC Việt Nam với sứ mệnh và mong muốn mang đến cho mọi người dân Việt Nam những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động hữu ích, đơn giản, dễ thực hành nhằm nâng cao sức khỏe mỗi người và mỗi gia đình. Chúng tôi đã liên tục tổ chức các khóa học, các buổi chia sẻ, tọa đàm và đã nhận được sự quan tâm yêu mến của đông đảo quý vị. Thay mặt cho đội ngũ ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị rất nhiều vì đã dành sự ưu ái cho các chương trình do VMC Việt Nam tổ chức thực hiện. Và ngày hôm nay, tiếp nối chuỗi chương trình chia sẻ, chúng ta sẽ cùng một vị khách mời rất là quen thuộc. Xin chào bác sĩ Lê Hải ạ. Vâng, chào chị Hằng. Chào tất cả mọi xin người. Xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng chương trình của Trung tâm VMC chúng tôi ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Và thưa quý vị, với chủ đề lần này là kinh nguyệt điều hòa, mắt nhỏ chị em ta, Thu Hằng tin chắc rằng chúng ta, đặc biệt là những người phụ nữ, sẽ được giải đáp và thông tỏ rất nhiều các vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như được thực hành những kỹ thuật xoa bóp, tác động huyệt vị theo nguyên lý y học cổ truyền, không những hữu ích mà còn mang lại hiệu quả rất là cao. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề là kinh nguyệt điều hòa, mách nhỏ chị em ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 3 phần nội dung chính ạ. Phần thứ nhất đó là phần lý thuyết. Thì chúng tôi muốn bác sĩ cũng như quý vị có thể hiểu được rằng là vị trí của tử cung trong cơ thể và tầm quan trọng của kinh nguyệt đối với cơ thể của người phụ nữ. Thứ hai là chúng ta muốn bác sĩ chia sẻ chúng ta biết được là nguyên nhân khiến cho kinh nguyệt trở nên thất thường và biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt theo góc nhìn của y học cổ truyền. Và nội dung thứ ba đó là chúng ta muốn được biết cái nguyên tắc giúp cho phụ nữ tự mình điều chỉnh lại chu kỳ kinh nguyệt và cải thiện sức khỏe tốt lên sau mỗi kỳ kinh. Vâng, và tiếp đến phần thứ hai đó chính là phần thực hành ạ. Bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành kỹ thuật xoa bóp, tác động huyệt đạo, điều hòa kinh nguyệt và cải thiện sức khỏe và sắc đẹp cho phái nữ. Phần cuối cùng của buổi giao lưu của ngày hôm nay đó là phần giao lưu với quý vị khán giả và phần hỏi đáp chia sẻ các câu hỏi cũng như là phần quà tặng ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần nội dung chính ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ bây giờ, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, thì xin quý vị hãy đặt câu hỏi tại mục chat trên phòng hội thảo hoặc là có thể comment trên video phát trực tiếp tại fanpage của Trung tâm VMC. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện qua hotline 0966 000 643, bộ phận thư ký của chúng tôi sẽ tổng hợp lại ạ. Và để buổi chia sẻ của chúng ta được thành công tốt đẹp, chúng tôi xin phép bộ phận kỹ thuật sẽ tắt toàn bộ mic của quý vị ạ. Khi có câu hỏi hoặc là một chia sẻ thú vị nào đó, chúng ta có thể nhấn vào nút giơ tay và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ bật mic ạ. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa bác sĩ Lê Hải. Vâng. Tôi cũng được biết rằng là các cụ xưa thường có câu là nữ thất nam bát để nói về cái chu kỳ kinh nguyệt đều đặn của người phụ nữ và nó bình thường như thế nào và nó thể hiện cái sự khỏe mạnh của người phụ nữ ra sao. Thế nhưng mà trong xã hội hiện nay thì tôi thấy rằng lại có rất nhiều cái vấn đề xung quanh những cái ngày đèn đỏ như thế này. Và cái hiện tượng này thì nó lại thường gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả lứa tuổi dậy thì lẫn lứa tuổi trưởng thành, cũng như là những phụ nữ sau sinh, thậm chí là cả đối với những cái phụ nữ tiền mãn kinh nữa. Vậy thì những vấn đề liên quan đến cái rối loạn kinh nguyệt thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý và sức khỏe của người phụ nữ, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy thì trước khi đặt câu hỏi cho bác sĩ, tôi cũng xin phép là cũng có một chút đôi điều thắc mắc, bởi vì tôi là phụ nữ, đúng không ạ? Tôi khẳng định tôi là phụ nữ và tôi cũng đã từng trải qua tôi đã từng trải qua 2 lần sinh nở rồi. Thế thì tôi thấy đối với cái chủ đề này, tôi thấy nhớ lại là cái ví dụ như ngày tôi còn nhỏ ấy, khi mà tôi nhớ là khoảng 14-15 tuổi, khi mà bắt đầu bước vào cái giai đoạn có chu kỳ thì bỡ ngỡ lắm và thật sự là không biết được rằng là nó sẽ như nào, thậm chí có sự sợ sệt này, có sự nhút nhát này, có sự không có những cái kiến thức. Ngày đấy thì các cô giáo trong nhà trường cũng chưa có những cái buổi chia sẻ như là bây giờ. Tôi thấy bây giờ thì lứa tuổi vị thành niên ở cấp 2 là các em được chia sẻ rất là kỹ. Những cái bạn nữ hoặc là những bạn nam đều được chia sẻ rất là kỹ về cái kiến thức sinh lý này. Nhưng mà ngày xưa thì không có. Thế cho nên là
hoàn toàn rất là sợ sệt và chạy về hỏi mẹ, hoặc là những cái lần đấy mà bị đau bụng chẳng hạn, thì thường là tôi thấy mẹ tôi là chỉ có đưa cho tôi uống vài cái, thì cái gì nhỉ, cao ít mẫu ạ, Cao ít cái đấy chỉ mẫu có bà. cao ít mẫu, và mẹ tôi bảo đây con uống vài thìa là xong đi, nhưng mà tôi cũng thấy có đỡ đâu. Vâng. Và khi lớn lên một chút nữa, khi mình đã có một chút kiến thức rồi ấy, thì thật sự là với bác sĩ là đến những cái ngày đó trong tháng ấy, thì Vâng. tôi cũng như tôi nghĩ rằng tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi, cũng bắt đầu là nó cứ đến ngày đấy là nó cứ bị đau bụng này, hoặc là và mình nó thành tiền lệ và nó thành cái chuỗi dài á, thì là tôi cứ nghĩ rằng là mặc định rằng điều đó là đương nhiên, thế là mình cứ trải qua luôn, mình không không lăn tăn về điều đó nữa. Hoặc là trước những cái ngày chu kỳ đó thì tôi thường hay bị nổi mụn, và tôi cũng cho là đương nhiên là à, hóa ra đây là cái dấu hiệu để mình sắp sửa đến cái chu kỳ. Mình cũng không hiểu vì sao đâu, nhưng mà mình trong mình mặc định là đương nhiên. Và tiếp theo một quãng thời gian nữa, khi mà tôi lấy chồng và sinh nở ấy, thì một số người lớn hơn tôi, họ có kinh nghiệm rồi, thì họ nói với tôi rằng là yên tâm đi, cứ sinh nở xong rồi là họ dùng tôi một từ gì nhỉ, từ thay máu. Họ bảo là yên tâm đi, cứ sinh nở xong rồi thay máu là nhà cháu hoặc em không vấn đề gì đâu, ngày thì bình thường nó không đau bụng nữa. Nhưng mà tôi thật không biết các quý vị ra sao, các bạn sao, nhưng mà tôi thì vẫn cứ bị đau như bình thường, vẫn cứ nổi mụn như bình thường. Tôi cũng không rõ là cái lý do vì sao nữa. Dạ vâng ạ. Thì tôi và cái có một cái ý mà tôi muốn chia sẻ với bác sĩ cũng như quý vị, đó là đặc biệt là những cái ngày mà đến chu kỳ hàng tháng ấy, tôi chẳng hiểu vì sao mà tôi cái tâm sinh lý của mình nó thay đổi thất thường, và nó gọi là bị khó chịu lắm, trong người nó cứ khó chịu này. Ông xã tôi thường hay trêu tôi một câu rằng là ngày hôm nay nhá, mấy ngày hôm nay các con đừng có động vào mẹ nhá, động vào tổ kiến lửa đấy. Không rõ vì sao nhưng trong người mình cứ cảm thấy buồn bực, hoặc là khi đến cơ quan cũng chỉ ngồi làm việc bình thường thôi, mình bị bỏ qua mất cái giai đoạn mà giao lưu hay là vui vẻ với đồng nghiệp. Thì đó là những cái chia sẻ của bản thân tôi. Tôi rất là mong muốn, tôi nghĩ rằng là cái chia sẻ đấy nó cũng đa số quý vị cũng sẽ gặp phải. Và nếu như mà lát nữa mà còn thời gian thì tôi xin phép được chia sẻ cái trải nghiệm của chị gái tôi, nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Thế và ở cái mục ô chat thì cũng đã mở rồi, quý vị nào mà có thêm một số cái trải nghiệm khác, trải nghiệm của tôi, thì quý vị cũng cứ vui lòng chat lên đó nhé. Một lát nữa thì bác sĩ cũng như là chúng ta sẽ giao lưu cùng nhau ạ. Vâng. Thì đó là cái trải nghiệm của tôi, thưa bác sĩ. Thì tôi có rất nhiều nguyên nhân cho nên tôi không hiểu được, cho nên tôi xin phép bây giờ có thể đặt cái câu hỏi bác sĩ được không ạ? Tôi nghĩ rằng là nguyên nhân để khiến chu kỳ kinh nguyệt trở nên thất thường theo khía cạnh y học cổ truyền là gì ạ? Và câu tiếp theo tôi muốn bác sĩ có thể chia sẻ cùng mọi người, đó là tôi có thể hỏi luôn được không, bác sĩ chia sẻ một mạch được không ạ? Vâng ạ, chị cứ hỏi luôn ạ. Dạ, cái câu thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là cái kinh nguyệt đi, thì nó nếu mà thất thường thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái sức khỏe tổng thể của một người phụ nữ ạ? Và cũng như là các cái biểu hiện thường gặp của cái sự rối loạn đó là như thế nào, và cái nguyên tắc rồi là các cái cách để phụ nữ có thể tự mình điều chỉnh ở khi mỗi khi đến cái chu kỳ kinh nguyệt để cải thiện sức khỏe tốt lên thì là như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Có rất nhiều câu hỏi cho nên là rất là mong muốn bác sĩ có thể chia sẻ cùng tôi cũng như quý vị ngay bây giờ. Vâng ạ, thứ nhất là đây là chủ đề có lẽ là thiên về các chị em đúng không ạ? Vì là em bên Việt Nam thì là chỉ có biết vợ bị nào thôi, là mình trải nghiệm thông qua vợ mình kể thôi, hoặc là thông qua kiến thức nhà trường đúng không ạ? Và đương nhiên là thực tế thì trong khi chữa bệnh ấy, khi chữa bệnh thì gặp nhiều lắm, và những câu hỏi như là những người bạn bảo con của chị nó đến ngày nó cứ đau bụng thế nọ thế kia, làm cái gì rất là nhiều thứ đúng không ạ? Vì mình là bác sĩ nên mình phải chữa tất cả các cái bệnh và các cái vấn đề về kinh nguyệt, dòng kinh rồi đau bụng kinh rồi các cái thứ gì nhiều đấy, nhiều vấn đề đó. Thì thế này này, thì đây là một cái chương trình mà chăm sóc sức khỏe chủ động ấy. Thì ở đây thì là cái vấn đề của chúng ta là sau cái buổi chia sẻ chúng ta sẽ hiểu hơn về cái hoạt động của kinh nguyệt nói chung đúng không ạ, hay nói khác là hiểu hơn về cái cơ thể của chúng ta. Kiến thức này tất nhiên cả nam và cả nữ, tất cả mọi người đều cần phải biết thôi, vì đấy là nửa xã hội là nữ đúng không ạ, nửa thế giới là nữ đúng không ạ. Thế thì trong cái buổi hôm nay thì sẽ giúp cho mọi người hiểu ra được cái hoạt động của cái kinh nguyệt đấy, nó liên quan đến những yếu tố gì, thì từ đó mọi người sẽ hiểu ra cái mà đây này, em đang ở cửa sổ chat có rất là nhiều người đến. À, vâng ạ. Lê Hải thì đọc luôn ở đây đúng không ạ? Thì có lẽ là qua các cái phần chia sẻ này là mọi người sẽ tự hiểu ra được các cái nguyên nhân
mà mọi người đặt câu hỏi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta ở đây là chủ động của chúng ta ấy khác biệt rất là lớn, là chúng ta không có sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm hay sử dụng thuốc nào cả. À, chúng ta sử dụng chính cái cơ thể của chúng ta để trực tiếp chữa cho chúng ta. Thế cụ thể là chúng ta sẽ đến phần thực hành là dùng các cái huyệt đạo, đúng không ạ? Rồi các cái cách mà chúng ta thay đổi một chút những cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề, từ đó chúng ta đưa ra các cái giải pháp. Ví dụ như tuần trước là nói về da, đúng không ạ? Rất nhiều Dụng. các cái đặc biệt mà mọi người nhìn nhận ra, mà có lẽ qua cái buổi đấy là rất nhiều người đã để ý hơn cái việc mà chăm sóc nội tạng để có một cái làn da đẹp tự nhiên, đúng không ạ? Như cái mong muốn. Đấy thì cái kiểu Không biết mà chúng là ta vâng. Cái buổi lần trước thì không biết là có phải là do tâm lý của mình cứ hướng đến hay không, nhưng mà thực hành mấy cái việc đấy xong rồi tôi có cảm giác là ra tôi tuần vừa rồi nó cảm thấy dễ thở hơn và cảm thấy nó không có tí mụn nào đấy, thấy thấy chị là Hằng cũng có vẻ là thay đổi. dạ vâng Không, ạ, thật cảm ơn sự bác là như sĩ. thế, thật sự là như thế. Thì mới đầu mọi người không tin, bởi vì mọi người chưa biết là cơ thể chúng ta có thể làm được cái việc gì đấy. Nhưng mà thực sự thì cơ thể chúng ta làm được rất rất nhiều việc, đúng không ạ? Đơn giản là từ một tế bào, là tế bào hợp tử, bố mẹ chúng ta sinh ra chúng ta bằng một tế bào hợp tử, đúng không ạ? Lúc mà bố mẹ là vui vẻ nhất, đúng không ạ? Sinh ra chúng ta là tế bào hợp tử. Sau Dạ đó vâng. thì từ một tế bào đó mọi người mới thấy là nó nhân lên và rất nhiều lần nó nhân lên, và không biết bằng cách nào, nó cái thì ra mắt này, cái thì ra miệng này, cái thì ra răng, cái thì ra xương, rồi ra các cái nội tạng, lục phủ ngũ tạng chúng ta, là từ đúng một tế bào duy nhất thôi. Vậy chúng ta phải thấy cái đấy là à, tất nhiên là ra cả tử cung rồi, nhưng mà tử cung, các phần của tử cung, dây chằng, tất cả thứ ta cuối cùng là cũng từ một cái tế bào gốc đầu tiên, đúng không ạ? Thì mọi người mới thấy là cái cơ thể chúng ta nó là xuyên suốt, là nó nối kết tất cả với nhau. Nên là khi mà chúng ta nhìn một việc, ví dụ nhìn cái vấn đề rối loạn kinh nguyệt, nếu mà chúng ta chỉ nhìn mỗi là hormone rồi cái nọ cái kia ấy, thì chúng ta có lẽ là một cái nhìn nó không có cái tầm bao quát lắm. Và với cách nhìn như thế thì chúng ta buộc phải sử dụng những cái phương pháp là hỗ trợ thêm, như là thuốc hay là các cái sản phẩm khác thế nọ kia, hoặc các công thức khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì giải pháp của chúng ta nó sẽ đa dạng hơn, thú vị hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tìm ra được, là chúng ta hiểu ra được là trong cơ thể mình nó tự động nó điều chỉnh rất là nhiều. Và cái vấn đề của chị Hằng chia sẻ là đến ngày thì cảm xúc thế nọ thế kia, nổi mụn thế kia, đấy có lẽ là ví dụ không phải tất cả mọi người đều bị, đúng không Dạ ạ? vâng. Không phải tất cả mọi người, có người đi Đúng ạ. khám sao ạ, chả biết người ta đang như thế nào cả, đúng không ạ? Thế Dạ rất vâng là ạ. bình thường, tính tình cũng luôn luôn là hài hòa, đúng không ạ? Hay nói khác là nếu mà tự nhiên thì đâu có lẽ là đâu có phải là đau đớn nhiều như thế đâu, thì trong miêu tả là thì đau vừa phải thôi, đúng không ạ? Không đến nỗi là kinh khủng Trải nghiệm của lắm, ví mỗi dụ người như khác nhau đúng không ạ? Dạ thế. Mỗi người khác nhau thì tại sao lại như thế, thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ thông qua các cái hình ảnh về giải phẫu để chúng ta sẽ vâng. cùng tìm hiểu. Bởi vì sao? Chúng ta phải biết trong người chúng ta cái tử cung các thứ nó nằm ở đâu, nó liên quan đến cái gì, thì chúng ta mới làm được việc, Dạ đúng vâng không? ạ. Làm được việc tức là Phải gì? tưởng Tức là tượng ra tạo, được đúng không ạ? Vâng. vâng, Xin mời bác sĩ chia sẻ cùng tôi cũng quý vị ạ. tức là tạo điều kiện cho nó được tốt. Vâng, thì đây là cái đây là nữ giới nhé, bộ xương của nữ giới này đấy, Giang nhìn rõ không? Dạ rõ rồi ạ. Đây là nam giới, đúng không ạ? Khác, khung chậu thì ông không phải có chung cái chung kiếc gì cả, nên là ông không phải mang thai cái thứ, đúng không ạ? Nên là cái khung chậu ông to, nhưng phụ nữ thì ở đây là khung chậu nó to hơn, đúng không ạ? Cái khớp mua nó to hơn này, đấy cái góc của xương hai xương mua này. Thì đây hệ tiết niệu sinh dục, đúng không ạ? Thì đây là mọi người hãy nhìn kỹ nhé, đây ảnh cũng sẽ từ từ từ, đúng không ạ? Thì có lẽ là đây là một cái hình ảnh mà chúng ta trong người chúng ta, nhưng mà rất ít khi mà chúng ta thấy được cụ thể là cái tử cung của chúng ta nó như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là cái tử cung chúng ta nó nằm ở trong cái khung chậu này, để chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ đến sâu hơn, đúng không ạ? Vậy thì đây đó, chúng ta sẽ dần dần đến sâu rõ hơn, có lẽ là mọi người cũng thấy rất là rõ ràng đó các cái hình ảnh. Đấy, dây tử cung đây, đúng không ạ? Các cái dây chằng để treo thứ ở đây, đúng không ạ? Rồi thì ở đây là chúng ta có các cái dây chằng để mà cố định cái khung xương chậu lại, đúng không? Đó, cố định lại. Thế thì ở đây thấy là thế này. Thứ nhất ấy là cái sự cấu trúc của khung xương chậu. Ví dụ thế này. Mọi người mới thấy là cấu trúc của cái vùng xương chậu này.
nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của kinh nguyệt của chúng ta, đúng không ạ? Cấu trúc đấy, các cái cấu trúc. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nhìn cái khung xương chậu như kiểu cái nhà ấy, đúng không ạ? Cái nhà mà nó bị xô lệch mà nó lại nghiêng nghiêng ngả ngả, nó đứt chỗ nọ đứt chỗ kia, là nó có vẻ là nó sẽ làm cho cái hoạt động co bóp này nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là tử cung thì nó liên quan đến rất nhiều các cái hệ thống, các cái cơ, đúng không ạ? Đây các cái cơ đây, đúng không ạ? Đây để bỏ bớt những cái cơ này đi. Đấy. Mọi người thấy nó liên quan đến rất nhiều các cái lớp cơ. Đó. Đây. Đấy. Đó. Đây là dây chằng ở giữa đây. Đây, tức là rất nhiều các cái cơ ở xung quanh đây. Đó, hoặc là các cái đây là các cơ ở sau, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các cơ ở vùng sàn chậu ở dưới này. Đó. Thì đấy là cái sự liên quan rất là chằng chịt của các cái hệ thống trong cơ thể chúng ta. Đó. Đấy. Thế thì đầu tiên Bác sĩ nếu ơi, thế có bác sĩ bị như có nghe rồi ạ? cái mọi người mới thấy là khi mà Alo, xin di lỗi chuyển thế ạ. này chúng ta mới thấy nó rất là cân bằng, đúng không Xin ạ? lỗi bác sĩ ạ. Nó rất là cân bằng ở vị trí của khớp háng, ở vị trí của hai khớp háng này, rồi vị trí của khớp cùng đậu này, nó ở đây là cái vùng khớp Alo, xin lỗi bác sĩ cổ ạ. này, đúng không ạ? Khớp ở bên này, các khớp vùng chậu này, nó rất là cân bằng với nhau. Chị có nghe Thì thấy không ạ? nếu như ở các cái vị trí khớp này như thế, nó sẽ làm cho kế hoạch mọi người nghe được. À, xin lỗi bác sĩ ạ, Vâng. đường truyền của bác sĩ nghe Xin tiếng không được rõ đâu ạ. Dạ vâng. Chắc là quý vị và các bạn đợi một giây lát ạ, chắc đường truyền của bác sĩ cũng có một vấn đề một chút xíu. Thì trong quá trình chúng ta chờ bác sĩ quay trở lại, thì quý vị và các bạn chúng ta có thể để lại thêm các cái câu câu hỏi của mình ở trên mục ô chat nhé. vâng, em quay trở lại rồi đây. Vâng, Dạ vâng chị ạ. sẽ nghe được Bác sĩ có chưa? thể nói lại một cái đoạn khoảng khoảng 1 phút vừa rồi ạ, bởi vì rằng là không không nghe thấy ạ, đường truyền nó cứ bị À thế ạ? gián Ôi đoạn. trời, em lại cứ ngồi em buồn à. Vâng ạ, thì đây là mọi người mới thấy là đây là các cái hình ảnh, đúng không ạ? Thì mọi người xem thông qua Lê Hải đọc các cái câu trả lời các câu hỏi của mọi người, đúng không ạ? Thì thông qua đây thì Lê Hải sẽ trả lời luôn. Đấy. Thì đầu tiên mọi người mới thấy là cái sự ổn định của khung xương chậu, cái cấu trúc của khung xương chậu rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì nếu như cái vùng các cái khớp ở vùng xương chậu này, đặc biệt là các cái khớp ở vùng xương ở khớp cùng chậu ở đây, hoặc là các cái đoạn đốt sống ở vùng thắt lưng, đúng không ạ? Vùng thắt lưng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái kinh nguyệt của chúng ta. Đấy. Hay nói khác là với một lý do nào đó mà chúng ta bị lệch các cái vùng xương chậu của chúng ta này, đúng không ạ? Lệch giãn bị lệch các cái vùng xương chậu của ta, nó sẽ làm cho cái cấu trúc của cái tử cung này đấy nó sẽ thay đổi, bởi vì khi mà kinh nguyệt nó tử cung sẽ to lên, đúng không ạ? Khi tử cung nó to lên thì nó sẽ chèn ép vào những cái các cái thành phần khác nhau ở trong cái vùng ở khung chậu này này, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho các cái hoạt động hoặc là các cái thành phần khác nhau này nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến cái tử cung, và nó sẽ làm cho cái kinh chúng ta nó diễn ra không được êm xuôi, nó sẽ đau nhức. Vì vậy chị ơi, vẫn vẫn nghe rõ chưa? Vừa nãy có một chút xíu là không nghe được ạ, nó bị giật thôi ạ, nhưng mà là cũng được ạ, nhưng mà là lưu ý là thời gian tới thì hôm nay bác sĩ có đổi phòng đấy Không, em vẫn ngồi phòng cũ, chắc là mạng nó thế ạ. nào ấy, trời mưa trời Dạ gió vâng, thế nào, dạ vâng, mạng thì vẫn rất là chuẩn đây, vẫn thôi chúng là ta cùng khắc phục ạ. 5G Dạ đây. vâng,
Vâng. Bác sĩ cứ chia sẻ đi, Đấy. bác sĩ lưu ý là thỉnh thoảng bác sĩ cứ nhìn vô chat ạ, nếu như mà không nghe được thì thường mọi người sẽ chat lên đó ạ. Vâng. Dạ. Đây, sẽ. Ok. Đây, đấy thì em đã để đây. Thì đấy, Vâng. thì là mọi người mới thấy là gì? Mới thấy là cái suốt ngày Lê Hải trong các cái buổi nói chuyện cứ phải nhắc mọi người phải ngay ngắn tư thế đúng không ạ? Suốt ngày phải nhắc là ngay ngắn tư thế rồi thì ngồi cho nó cân bằng các thứ trở lại đúng không ạ? Và Dạ. đến cái bài về cái kinh nguyệt này thì mọi người mới thấy là cái sự ngay ngắn tư thế nó còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh nguyệt của chúng ta đúng không Đúng rồi ạ? ạ. Rất nhiều chị em phụ nữ hay có, thứ nhất là đi giày cao gót này đúng không ạ? Đi giày cao gót nó cũng ảnh hưởng, tất nhiên thì đi ít chả sao, nhưng Dạ. mà hoặc là nếu mà đi nhiều thì chúng ta phải Đi có quá cái sự nhiều. Vâng. tập luyện lại để mà chúng ta có cái sự ổn định cân bằng trở lại. Hoặc là gì, chúng ta hay có quan ngồi vắt vắt vẻ một chân đấy, vắt chân nọ sang chân kia, vắt bên thôi đúng không ạ? Cái khớp cùng chậu này Lê Hải gặp rất là nhiều các bệnh nhân bị lệch lệch ở cái khớp cùng chậu này đúng không ạ, Dạ làm cho họ khi mà điều chỉnh lại cái tự nhiên nó ngon đấy, điều chỉnh lại thì thì tự nhiên nó ổn thôi đó. Thì đấy là cái mà liên quan đến cái tử cung rất là quan trọng. Ngoài ra thì là gì, ngoài ra thì mọi người thấy các cái khối cơ này đúng không ạ, các khối cơ này ví dụ đây là cơ thắt lưng chậu đây, nó sẽ bám vào cái vùng cột sống đây. Vậy thì nếu cột sống thắt lưng của chúng ta nó bị có các vấn đề như là nó biến dạng, mất cái đường cong sinh lý này, nó bị thoái hóa này, nó thoái hóa sớm quá, ví dụ nó thoái hóa sớm quá, nó thoát vị đệm sớm quá, nó đau nhức sớm quá, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hoạt động co cơ. Và ở đây mọi người thấy là nó liên quan rất là mật thiết đến cái hỏi cô ba qua Bác sĩ ơi về lại giật tiếp liên rồi ạ. quan bùng trứng đó, nó sẽ ảnh hưởng. Là ngoài ra thì có một cái lý do nữa là các cái dòng dòng máu đó chi Ê trồng ơi. quá chi luôn. Và ở đây rất là nhiều trường hợp mọi người là thai thỏ kia ấy, động thai đấy, còn cho là rất nhiều ở suất tiêm ở dưới da bụng ấy. Vâng đấy, Bác sĩ ơi, mạng nó lại thì cứ bị giật. Vâng. nó cứ Nó... chập chờn à? Vâng Em ạ. thì vẫn rất là bình thường thôi, cũng không có. Không biết là quý vị thấy là tôi nói thì có vấn đề gì không ạ? Khi tôi nói thì có đường chuyện đường mạng có bị sao không ạ? Phiền ai đó có thể chat lên nó chat giúp tôi với ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn ạ. Tôi nói thì không bị sao thưa bác sĩ. Thế nhưng mà khi bác sĩ chia sẻ thì nó bị giật và nó làm tốc độ đường chuyển nó bị chậm ấy, và cái câu nói của mình nó bị kéo dài ra ấy ạ. Nó bị như vậy ạ. Bác sĩ cố gắng khắc phục một chút nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, em đây thì Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy thì bây giờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm đi ạ. Vâng. Và nếu như có vâng bị điều trị có bị sao nữa chúng tôi lại tiếp tục chat ạ. vâng thì đấy là một cái lý do nữa, là rất nhiều bạn là uống kiểu nước đá nước lạnh ấy. Bây giờ thực À, sự đá nước cái nước lạnh. đá nước lạnh, vâng, cái nước đá nước lạnh thực sự nó là một cái mối gọi là rất là nguy hiểm cho cái giới trẻ bây giờ. Thứ nhất là một cái thói quen đúng không ạ? Ở đâu cũng trà đá, ở đâu cũng bằng nước lạnh, vào cái siêu thị nào hay là cửa hàng tiện lợi nào cũng rất là nhiều các cái nước lạnh các thứ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đầu tiên là lấy Rồi thứ chai nước thứ lạnh. thứ là em thấy cái đấy mà thấy rất là tội cho các cái bạn trẻ bây giờ. Thứ nhất là các bạn uống nước Ừ. lạnh rất là nhiều, nước lạnh Vâng. nhiều như thế thì máu làm sao mà nó có thể đến đây một cách nó tốt được đúng không ạ? Ừ. Không những thế, cái nước lạnh ấy, khi mà vào cơ thể thì cơ thể mình là 37 độ 5 ở trong nội tạng, Vâng. khi mà nước lạnh vào là cơ thể tìm mọi cách là sẽ đẩy nó ra ngoài, và khi đẩy nó ra ngoài như thế thì nó buộc nó phải xuống cái bàng quang. Bàng quang đây này, đây là bàng quang này này, Vâng và ạ. bàng quang thì ở ngay ngay sát cái tử cung này đó. Cái này bọn các bạn không không có biết cái này, nên nó rất Vâng là ạ. phí phạm với cơ thể đúng không ạ? Khi mà lạnh đúng không ạ, khi uống nước lạnh mình sẽ thấy nó đi tiểu nhiều hơn, nhanh hơn, bởi vì cơ thể nó không không thích, nó không thích cái lạnh đấy, bởi vì là cơ thể bằng mọi cách cơ thể sẽ đảm bảo cái ở trong nội tạng của chúng ta là 37 độ 5 đúng không ạ? Thì nếu mà cái gì mà nó cứ chênh lệch nhiệt độ quá là cơ thể, bởi vì sao, nhiệt độ thấp quá thì mạch máu nó co lại ngay. Đó, giống như chúng ta để cái tay trong tủ lạnh mấy khoảng mấy chục giây là chúng ta thấy khó chịu rồi, nhưng mà chúng ta dội vào cả cái nội tạng chúng ta những cái cốc nước lạnh như thế thì nó sẽ làm cho cái rất nhiều hệ thống nó hỏng, trong đó
thì các cái về kinh nguyệt này, nhưng mà rất rất nhiều bạn nói mãi rồi đúng không ạ, mà cứ có thói quen mà khi mà phân tích cho một hồi cái là ngộ ra ngay, mà khi mà ngộ ra một cái là từ giờ là không muốn nước lại, thế là sinh con bụp phát là mấy tháng sau bảo anh ơi em là có bầu đứa thứ hai rồi nọ kia đúng không ạ, mà chỉ nói rất là đơn giản thôi. Vâng, rất rất là đơn giản thôi. Thì Hay đấy, trong quá. cái buổi hôm nay á, mọi người mà có dịp mà nghe được cái buổi chia sẻ ấy, thì với các cái bạn gái nhá, thì thứ nhất là các cụ nó luôn luôn phải mặc ấm đúng không ạ, đầu tiên phải ấm, thứ hai là đừng có dùng đồ lạnh đó. Ở ngoài những cái việc rất cơ bản như là thức khuya các thứ thì không tốt các thứ rồi, thì ở đây nước lại lại một lần nữa nói ấy, là phải rất là kiêng cái này. Về sau ấy uống nước lạnh nhiều, nhiều khi đó đến lúc mà mang bầu rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là các cái niêm mạc của tử cung này, vợ nó phải cần máu để nó phát triển chứ, làm sao mà đất thì phải cần bón phân để tưới nước đúng không ạ, ở cái niêm mạc tử cung cũng thế, để mà cho khi mà quá trình thụ thai trứng làm tổ trong đấy thì nó phải có đủ các cái mao mạch máu để nó làm tổ, để nó hút được máu đúng không ạ. Thì tử cung của mình suốt ngày mình cho nó uống đồ lạnh đấy, thì làm sao mà các cái mao mạch nó phát triển tốt được. Không những thế, đồ lạnh nó sẽ làm cho các cái cơ ở xung quanh vùng xương chậu có thứ này, rồi đặc biệt là cột sống của thứ chúng ta, hệ thần kinh thực vật nó cũng kém theo, nó từ đó nó làm cho cái hoạt động mà điều hòa các cái hormone cũng như là các cái nhịp mà co bóp của cơ ấy nó sẽ kém đi đó, và từ đó nó sẽ làm cho các bạn bị rồi nhiều khi có một thói quen rất là đơn giản thôi, thế mà nó làm cho rất rất nhiều người phải đi điều trị về về hiếm muộn rồi đau bụng kinh rồi uống thuốc các kiểu như thế đúng không ạ. Thì thông qua cái Dạ buổi này, thực ra thì khi mà đi chia sẻ nhiều thì lớp nào cũng nói, mà khi nói cho lớp nào một cái là lớp đấy về giúp được bao nhiêu người ở trong thôn xóm đúng không ạ, giúp cho nhiều người lắm. Thực ra mà nói mà đừng uống nước lạnh nữa, đau bụng kinh đấy, thì nói như thế thì chả ai tin, nhưng mà phải ngồi phải phân tích ra thế này này, phải phân tích rõ ràng là sẽ tin và sẽ giúp được cho rất rất nhiều hàng trăm người, triệu người mà có thể là nghe cái này, mọi người nhìn cái này, mọi người như là về cái sinh con ăn mặc kiểu kiểu mình hơi phong phanh ấy đấy, đúng rồi thì ạ. là nó rất là phí cho cái cơ thể của chúng ta đó. Thì đấy là một trong những cái có lẽ là đến đến đây là mọi người sẽ Bắt thấy mình đầu đâu hiểu đó hiểu ở một trong những cái điểm sai này, chút. Dạ vâng ạ. bắt bắt đầu Thưa bác thấy sĩ. bắt đầu. Vâng ạ. Thưa bác Dạ sĩ, vâng. là quá trình bác sĩ trao đổi thì vẫn bị một hai lần đường truyền nó bị giật một chút ạ. Vâng. Thì bác sĩ Vâng. vui lòng là bây giờ tôi có thể tổng hợp lại với quý vị những cái ý bác sĩ vừa chia sẻ, và sau đó thì bác sĩ có thể vui lòng là có thể thoát ra và thử đăng nhập lại xem đường truyền có tốt hơn được không ạ? Trong thời gian mà tôi chia sẻ với quý vị có được không ạ? Sĩ có nghe thấy tôi nói không ạ? Bác sĩ vui lòng thoát ra và vào lại có được không ạ? Bởi vì đường truyền của bác sĩ nó bị giật, và quý vị như vậy sẽ bị khó tiếp thu ạ. Vâng, để em Dạ thì vâng ra ạ. em đăng nhập lại nhé. Dạ vâng ạ, nó đang bị đấy Vâng. ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ok chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy qua nghe cái phần chia sẻ của Vâng, bác sĩ Lê Hải thì phần nào chúng ta cũng đã hiểu được là ok. có một vài nguyên nhân để dẫn đến là có những cái Nghe rồi. hiện tượng chúng ta Ra nào. bị đau bụng kinh, hay là chúng ta bị có thể là bị nổi mụn, hoặc là nhiều những nguyên nhân khác nữa, mà giống như tôi thấy rằng là có rất nhiều quý vị đang chat đây là có rất rất nhiều nguyên nhân là triệu chứng trong những cái ngày chu kỳ của mình phụ nữ. Thì tưởng như là có những nguyên nhân rất là phức tạp, nhưng hóa ra cái sự chia sẻ của bác sĩ lại nó là cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi ạ. Ví dụ cái tư thế của vùng xương chậu của chúng ta, mà chúng ta không không hề nghĩ được rằng cái tư thế ngay ngắn nó lại là cải thiện cho được cái phần đó, và để làm giúp cho một phần để cho cái chu kỳ kinh nguyệt chúng ta được đều đặn, cũng như là chúng ta không bị đau bụng kinh nữa, đúng không ạ? Hay là cái thói quen mà chúng ta dùng nước lạnh ấy ạ, thì thật sự là không biết quý vị thế nào, chứ tôi nhất là mùa hè là tôi cũng rất hay thích uống nước lạnh ạ, và mùa đông cũng vậy thôi. Đôi khi cơ thể chúng ta cảm thấy tự nhiên, tôi có thể dùng từ là háo. Không hiểu sao đôi khi mình cảm thấy háo trong mùa đông, thế là lại cứ muốn uống một cốc nước lạnh, hoặc là đôi khi còn ăn ăn kem rất là lạnh vào những hôm lạnh như là hôm Tết chẳng hạn. Tôi cũng vẫn có những cái đồ nước lạnh đấy.
nhưng mà không hề biết rằng cái đó là chính là những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái hậu quả của chúng ta trong cái chu kỳ kinh hàng tháng mà người phụ nữ nào cũng có, đúng không ạ? Hầu hết là như vậy. Thế thì qua nghe bác sĩ chia sẻ, tôi cũng nghĩ rằng là ít nhất là chúng ta đã biết được một vài nguyên nhân cơ bản đấy, thì chúng ta sẽ tự điều chỉnh cơ thể của mình và chúng ta sẽ tự trải nghiệm để xem là ví dụ như là khoảng 2 tháng tới đi, nếu mà đo 1 tháng thì tôi sợ rằng nó sẽ bị nhanh quá, cơ thể chúng ta sẽ không thích ứng chuyển biến kịp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thể thử đo trong vòng 2 tháng chẳng hạn, chúng ta sẽ tức là đi đâu, đi đứng, nói năng hay cứ ngồi chúng ta hãy ngay ngắn để cho cái khung xương chậu chúng ta được nói em biết để xem chúng nó trả lời. Xin lỗi, bộ phận kỹ thuật có thể tắt mic giúp tôi ạ. Dạ vâng. Và tôi xin phép chia sẻ tiếp ạ. Chúng ta có thể trải nghiệm 2 tháng. Trong 2 tháng đấy chúng ta sẽ hoàn toàn là không dùng nước lạnh. Ví dụ chúng ta hãy tạo cho mình một cái thói quen rằng là cứ uống nước là chúng ta sẽ uống nước mát bình thường thôi. Hoặc là chúng ta thậm chí có thể là bây giờ chúng ta thời điểm giao mùa, cuối thu sang lập đông rồi, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể uống một ly nước ấm. Và ly nước ấm của mùa này rất là tốt, đúng không ạ? Các loại trà hoặc là ví dụ như là những cái loại táo đỏ hay là hoa cúc gì đó. Tôi thấy rằng bây giờ là mọi người thường hay là uống rất nhiều những loại như vậy. Chúng ta hãy thử thay đổi xem, để xem trải nghiệm trong vòng 2 tháng chúng ta thấy cái cơ thể của chúng ta khi đến chu kỳ nó có được hiệu quả không, đúng không ạ? Và sau đó thì nếu như quý vị có thấy trải nghiệm thì quý vị hãy vui lòng hãy vào trang web của chúng tôi và quý vị có thể comment và để lại cái đôi điều nhận xét hoặc đôi điều chia sẻ cũng như là cái quan sát của quý vị như thế nào để chúng tôi có thể hiểu được rằng khóa học của chúng tôi đã mang đến cho quý vị những cái điều như thế nào, được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa bác sĩ, là không biết quý bác sĩ có quay lại được chưa ạ? Bác sĩ Lê Hải ơi. Có vẻ như chưa, đúng không ạ? Vâng, tôi xin phép thì tôi chia sẻ tiếp với quý vị ạ. Vâng, và theo như chương trình thì chúng tôi cũng chia sẻ rằng là khi nào quý vị có câu hỏi đến phần giao lưu thì quý vị hãy giơ tay, bởi vì bây giờ chúng ta đang ở phần lý thuyết, sau đó đến phần bác sĩ hướng dẫn chúng ta thực hành ý. Thì nếu như quý vị cứ giơ tay rồi thì nhưng mà chưa đến phần này tôi chưa gọi được đâu ạ. Vâng, quý vị nào mà đang giơ tay, ví dụ như bạn Linh hay bạn Trang, tôi đã nhìn thấy rồi đấy ạ, nhưng mà xin hai bạn vui lòng một lát nữa thôi đến phần giao lưu tôi sẽ xin phép được mời các bạn nhé. Và bây giờ trong thời gian mà khi mà bác sĩ đang chia sẻ này thì quý vị có bất kỳ cái thắc mắc hay là liên quan nào đến chủ đề rối loạn kinh nguyệt thì quý vị hoàn toàn có thể chat trên ô chat của chúng tôi tiếp tục ạ. Hoặc là quý vị cũng có thể là comment trên video phát trực tiếp tại fanpage của trung tâm VMC. Cũng có thể gọi điện qua hotline của chúng tôi 0966 00643, bộ phận thư ký của chúng tôi sẽ tổng hợp lại các câu hỏi và sẽ giải đáp ở phần 3 của chương trình ạ. Và một lát nữa thôi, khi mà bác sĩ vào và chúng ta bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta đến cái phần thực hành ấy ạ, thì chắc là lúc đấy quý vị có thể bật cam lên nhé. À dạ vâng, bác sĩ Hải quay trở lại đây rồi ạ. May quá. Vâng, dạ, em cũng rất muốn quay trở lại sớm đây. Vâng ạ, bởi vì là từ nãy giờ tôi nói nhiều quá và tôi sắp sửa hết vốn nói rồi. Dạ vâng ạ. Có lẽ là hôm nay mạng nó hơi chập chờn thế nào đó. Thì dạ vâng. Qua thế này nhé, thì để... chị bắt đầu lại chập chờn rồi đấy. Không sao ạ, tôi xin phép bác sĩ có thể chia sẻ nốt một chút ở cái phần lý thuyết mà bác sĩ còn đang giảng dở một chút với chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng đã tổng kết được đôi điều ý bác sĩ đã chia sẻ rồi và sau đó thì xin phép là mời bác sĩ có thể chuyển sang phần thực hành nhé, được không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Chắc chắn rồi. Thì cái đấy là cái rất là quan trọng nhá, cái nước lạnh này, rồi giữ ấm cơ thể này, chườm ấm này, đúng không ạ? Thì nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là mọi người hãy rất để ý đến cái phần mà cái cột sống thắt lưng của chúng ta, đúng không ạ? Những người mà có cái khớp cùng chậu hoặc là vùng thắt lưng mà nó có vấn đề ấy, thì rất hay bị các cái vấn đề về đại tràng nói riêng và các cái vấn đề về kinh nguyệt nói chung, đúng không ạ? Bởi vì hệ thống này nó kết nối với nhau. Thì ở đây thì là sẽ có một cái slide nữa để mọi người nhìn nó rõ hơn. Có khi cái đường truyền này nó lại hơi lại không tốt thế được đấy ạ. À, đang tốt hả? Đang tốt ạ. Vâng. Đấy. Nắng mưa là việc của trời mà. À, nhiều khi thì... chị thấy cái hình ảnh này không? Dạ có. Thấy slide rồi đúng không ạ? Thì đây nhá, tổng kết lại này. Đây là vị trí tử cung ở trong đúng không ạ? Ở trong cơ thể của chúng ta. Đây, em đã viết slide rồi, đúng không ạ? Và cái cột sống ở đây, cái cột sống rất là quan trọng. Mọi người nhìn thấy hình ảnh của cột sống ở tử cung đúng không ạ? Hình ảnh cột sống và cái xương cung đã được làm sáng lên và tử cung với bàng quang đã được làm mờ đi, đúng không ạ? Để mọi người thấy là gì? Từ đây này,
ví dụ cái khung chậu mà chúng ta bị lệch lạc đúng không ạ, là chúng ta cũng bị này đúng không ạ, bị nó quá rộng hay nó quá hẹp này, nó không ổn cân đối là chúng ta sẽ bị này, rồi các cái dây chằng đúng không ạ, các cái chằng mà treo cái tử cung ở trong cái khung chậu này này là Vâng nó ạ. có vấn đề, nó cũng bị theo. Tiếp tục là cái cột sống của chúng ta đúng không ạ, và đây nữa là cái nói đây là trong cột sống của chúng ta có cái rất là quan trọng, mọi người để ý đến cái phần con trỏ chuột này này đúng không ạ, đây là hệ Dạ. thống thần kinh thực vật ở trong cái cột sống của chúng ta đấy, thì trong cột sống của chúng ta là cái con đường gọi là đại phúc lộ để nó thu nhận tất cả những cái cảm giác ở bên ngoài đưa lên não và từ não đi xuống, thì trong đó thì có những cái cảm giác ai có những cái phản ứng mà chúng ta chủ động được, ví dụ là Lê Hải muốn bật hay tắt, muốn điều khiển cái gì là Lê Hải điều khiển được, nhưng mà có rất nhiều cái là chúng ta không điều khiển được đúng không ạ, có rất nhiều cái là chúng ta không điều khiển được, đó chính là hệ thống thần kinh thực vật điều khiển hộ chúng ta, đó là hoạt động của rất nhiều các cơ quan sự lập của thận rồi thì tiêu hóa của các cái hệ tiêu hóa đúng không ạ, thì trong đó mọi người đây là bằng quan mà cơ quan ngoài thì nó được chi phối bởi những cái những thuốc 234 này này mà liên quan cùng của chúng ta. Alo. Dạ vâng, vẫn nghe được nhưng nó chỉ hơi chậm thôi ạ. Và nếu mà cố gắng nghe thì vẫn nghe được ạ. Bác sĩ cứ tiếp tục đi ạ. Chúng ta đành phải khắc phục. Vâng. Thế thì đấy nó còn liên quan đến các cái đốt sống ở trên nữa đúng không ạ? Vậy thì cái Vâng. sự ngay ngắn của toàn bộ cái cột sống của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái hoạt động và điều tiết của thần kinh thực vật nói chung đúng không ạ? Và cái tự bàng quang tử cung nói riêng. Chính vì thế mà suốt ngày Lê Hải nói mà là chúng ta phải ngay ngắn cột sống đúng không ạ? Và có lẽ có mọi người có biết là cái huyệt đạo nào nó làm thông với cột sống nhỉ? Nó ở tay này này, ở bên bờ ngón út ấy, cái tên nó là gì? Đúng không ạ? Mọi người chat chít thử thế nào, thử xem kiểm tra bài nó giảm đến buổi sự kiện thứ 10 rồi. Đúng không ạ? Cái huyệt mà Chết rồi, tôi ở không ở nhớ rồi. bên ngón út Quý vị nào nhớ thì chắc ở, giúp tôi ở với chữ chữ H, ạ. chữ H đầu tiên đúng không ạ? Chữ hậu À, đầu tiên, hậu đấy. khê. Ok đúng rồi. Bạn bạn Đúng không Nguyễn Hương ạ? Sen à, Vậy giỏi thì quá. Chân chim ngoài những cái ok cảm ơn bạn. quá. Để làm gì để mà ngoài những cái vi huyệt những cái huyệt mà hôm nay chia sẻ đúng không ạ, là tam gia và khí hải, thì mọi người có thể dùng huyệt hậu khê để làm ổn định cột sống, nó giúp cải thiện cái kinh nguyệt này đúng không ạ, Vâng. rồi có một huyệt gì mà rất là nổi tiếng hôm trước là làm đẹp da nha, hợp gì nhỉ, chàng nhớ Hợp không, cốc mọi ạ, người hợp cốc nhớ ạ. không, hợp cốc Hợp đúng cốc không thì ạ, nhớ hợp cốc ạ. hợp cốc ấy là cái huyệt này á, nó sẽ làm, vâng cảm ơn các bạn, nó sẽ làm cho chúng ta tất cả cái đau nhức ở trên cơ thể ấy, là chúng ta có thể dùng huyệt hợp cốc được, trong đó thì đau bụng kinh cũng dùng huyệt hợp cốc được, thì sau rất nhiều năm mà đi dạy cho các cái bạn mà kỹ thuật viên sau bóp huyệt hay là các huấn luyện viên yoga trong các cái chương trình đào tạo ấy, nhiều bạn bảo em chả nhớ gì, em nhớ mỗi hợp cốc với cả cái tam gia mà hôm nay sẽ nói này, mà giúp cho bao nhiêu người nấu kinh nó chậm này, hoặc kinh nó quá dài này, hoặc nó đau bụng quá cái thứ này, cứ xoay đều hai huyệt này để kết hợp với cả cách chỉnh sửa cột sống rồi thì tập luyện một chút là bắt đầu nó ổn định hẳn ấy. Rất là dễ chịu, và tất nhiên là chúng ta cũng phải là thêm những cái về ăn uống hay là những cái về về cái dưỡng sinh khác đúng không ạ, thì tiếp tục ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là các gân cơ dây chằng và kinh nguyệt đúng không ạ, đó thì thấy là gì, các hoạt động của cơ hay là tư thế của chúng ta rất là quan trọng, rồi các hệ thống gân cơ dây chằng của chúng ta rất là quan trọng, vậy thì cái những cái này ở trong đông y nó sẽ liên quan đến các hệ thống đúng không ạ, và đặc biệt là cái này nữa, cái này muốn chia sẻ lắm, cái này thì Dạ có lẽ các chị em cũng như là chị Hằng thấy rất rõ đúng không ạ, cảm xúc về hệ kinh nguyệt cảm xúc của chúng ta, rất là cảm xúc rõ và và ảnh cũng hưởng, thấy một vài lần rồi ạ, trong các chương trình của bác sĩ ạ. vâng thấy rất là rõ, và mọi người mới thấy là gì, khi mà chúng ta cảm xúc của chúng ta thay đổi ý, thì nó thông qua các cái hệ thống thần kinh đấy, nó sẽ làm điều phối lại các cái năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta đấy, thì bạn thì mọi người mới thấy là bạn nào mà buồn nhiều thì ở đây cứ lạnh hết cả tay lạnh hết chân đây đúng không ạ, mình mà ở cạnh ai buồn nhiều thấy cái lạnh hết người đấy, hay nói khác là lạnh người nhiều thì sinh ra buồn đấy, chúng ta phải có cái tư duy hai chiều như thế đúng không ạ, vậy thì khi mà buồn như thế thì cái vùng ở dưới cơ thể này nó sẽ lạnh đúng không ạ, nó sẽ làm tử cung chúng ta dễ bị lạnh đúng không ạ, và nó sẽ làm cho cái khả năng mà sinh nở của chúng ta rồi khả năng mà cái hệ thống kinh nguyệt bình thường chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng
đấy thì mọi người thấy đó. Hoặc là những cái đây là cái trạng thái hạnh phúc đây, nơi mà chúng ta có lẽ là dễ thụ thai nhất, hoặc là chúng ta cảm thấy nó kinh nguyệt nó ổn nhất, đúng không ạ? Đó. Thế thì ngoài ra thì các cái cảm xúc khác nó đều làm phân bố năng lượng của cơ thể chúng ta nó không được bình thường, nó không được bình thường, đúng không ạ? Đây giận này, sợ hãi này, đúng không ạ? Thì lo lắng này, đúng không ạ? Lo lắng với buồn nó bắt đầu nó gần gần đến với nhau rồi đấy, đúng không ạ? Trầm cảm thì thôi chán rồi, đúng không ạ? Rồi thì các cái cảm cảm xúc khác nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hệ thống kinh nguyệt của chúng ta đấy. Bởi vì sao kinh nguyệt là nó là cái người ta gọi là gì nhỉ, cái để mà báo hiệu cho phụ nữ ấy là khỏe hay không khỏe đấy, đúng không ạ? Ở đấy thì khi mà chúng ta có bất thường về cái kinh nguyệt là chúng ta phải nhìn nhận ngay, thứ nhất là về mặt cảm xúc tâm tư tình cảm chúng ta có vấn đề gì không. Đó, vấn đề gì không là chúng ta phải giải quyết cho nó, giải quyết cho nó ổn thỏa đi, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta xem lại cái cách mà chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta có ổn không, cách nằm ngủ chúng ta có ổn không, cách ngồi làm việc chúng ta có ổn không, hoặc là bạn nào phải đứng nhiều trong công việc, hoặc đứng máy làm việc, hoặc đứng để bán hàng những cái thứ nhiều thì đứng có chuẩn không. Đó, rồi thì các cái thói quen của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta ăn uống như thế nào đấy, có khi lại khát quá làm ừ, các cốc nước lạnh vào, đặc biệt là ở Miền Nam. Ở miền Nam thì nước nước lạnh ở khắp nơi, đúng không ạ? Nên là răng hỏng nhiều lắm, ở miền Nam răng với cả nội tạng ấy. Đấy là hỏng nhiều lắm. Đấy, còn kinh nguyệt thì chắc chắn là nó cũng bị ảnh hưởng theo, đúng không ạ? Còn đây, chị Hằng nhìn thấy đây là đông y đây, thuần thuần đông y đây. Đó, đây là đông y. Ở đây thì mọi người mới thấy là hai một cái mạch 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 nhâm và xung, trong đông y là hai cái mạch này. Thì mọi người mới thấy là mạch nhâm thì nó liên quan thứ nhất là mặt đường trước cơ thể đây này, đúng không ạ? Thì rõ ràng là khi mà chúng ta uống cái nước lạnh vào có phải nó chảy theo cái chấm 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 này, nó chảy xuống dưới không? Đó, có phải là nó ướp lạnh không? Không những thế mà khi mà chúng ta cứ ngồi gù này, ngồi vẹo này, rồi thì lung ta lung tung cái cột sống ấy, nó làm cho cái đường năng lượng ở trong này này nó sẽ ảnh hưởng ngược trở lại với cái tử cung của À, chúng cho ta. cái đường năng Và lượng ở trong mạch nhâm chúng ta bị chỉ ảnh cần hưởng. hai cái yếu tố này thôi, đúng không ạ? Chúng ta đã nãy ảnh hưởng, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn cái mặt đây là mạch xung, đúng không ạ? Tức là nó chạy từ cái mặt trong đùi này đó, tức là chúng ta cứ đi lạnh, chúng ta cứ ăn mặc phong phanh rồi mặc quần áo thì xin lỗi là hơi bị ngắn ngắn ví dụ thế, mà cứ trời lạnh Quá. ấy, trời lạnh ấy thì nó rất là tội đấy. Hoặc là mùa đông thì chả chịu đi tất đi trước gì cả, hoặc là mình đi ở ở ở gì nhỉ, ở văn phòng mình bật điều hòa lạnh ấy, mùa hè mà mình bật quá lạnh đấy, nó sẽ làm cho các cái mặt trong đùi này, này nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ cái mạch này mà tắc thì kiểu gì cũng khó có con, khó có con là một là cái tuổi dậy thì ấy, là rất là dễ dễ bị đau bụng đấy. Nên nhiều bạn 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 trẻ đến tuổi dậy thì mà không biết cứ hay thức đêm thức hôm rồi ăn mặc thì thế nọ thế kia, không không được đúng phong phanh, đúng không ạ? Đấy, phong phanh rồi thì không có thói quen tốt chẳng hạn, thế là cái mạch Dạ xung của nó không khai mở. Đông y mà mạch mà nó không được khai mở kiểu gì nó cũng tắc nghẽn, mà tắc nghẽn thì đấy, đây là lý do mà rất nhiều người nói được trong cái phần ô chat ấy, mọi người hỏi rất là nhiều, thì bây giờ mọi người sẽ tự hiểu ra cái vấn đề của mình, hãy kiểm tra lại ạ. trong cái cuộc sống của mình đã làm được cái nào đúng và làm cái nào chưa đúng, và mình hãy điều chỉnh đi, đúng không ạ? Còn đương nhiên là khi đã hỏi câu này là đã tắc nghẽn rồi, đã đau thế nọ đau thế kia, rong thế kia, đúng không Ôi ạ? Nhức à, nọ nhức kia rất nhiều trải thấy nghiệm tắc rồi, rồi. rất nhiều rồi, mà nhiều khi ấy, là cái bệnh tật nó đến như kiểu nó ra bài tập cho chúng ta, mà chúng ta cứ làm sai hoài, cứ làm sai mãi thôi và liên tục sai mà chúng ta không nhận ra được là chúng ta rất tất nhiên là không phải là có phải phải có người chỉ dẫn cho, đúng không ạ? Thì hôm nay có lẽ Mãi mà là không ra đáp án đúng. vâng, có lẽ hôm nay là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy một cái mạch xung và mạch nhâm thế này. Ở này thì Dạ các vâng đúng cụ ạ. mình viết viết sách viết vở hết rồi, đúng không ạ? Có lẽ là khi bạn nhìn ra cái này là bạn tự nhiên sực nhớ hoặc là giật mình ngay, có lẽ là từ trước đến nay mình không có một cái sự mà đối xử chuẩn chỉ với cái tử cung của mình bằng những cái thói quen trông có vẻ rất đời thường, rất là gọi là gì nhỉ, hiện đại, Vâng, nhưng mà chúng ta có thực những thói tế quen nó không làm tốt ảnh hưởng cho đến bây tử cung giờ của mình ngày đúng không càng ạ? nhiều người chất thai được, có người làm IVF đấy đấy. Thì đấy là vâng đấy nhá. Thì còn đây ngoài ra thì đường kinh thận đây này, đường kinh can đây này, đúng không ạ? Thì cũng ảnh hưởng đến tử cung. Can là gì? Can là lá gan của chúng ta. Nếu mà chúng ta hay cáu giận thì hại gan, hoặc hay ăn nhiều đồ xào chiên nấu nóng ấy, hoặc ăn đồ công nghiệp ấy, hoặc ăn nhiều đồ ngọt ấy,
thì nó sẽ làm cái gan của chúng ta nó sẽ kém, đúng không ạ? Vì Ờ. mọi chất nó phải qua gan thì nó mới mới xử lý được, đúng không ạ? Dạ Thì vâng nó ạ. sẽ làm cho kém, mà gan thì nó tạo ra rất nhiều các cái thành phần để tạo ra các cái hormone estrogen, estrogen mà của nữ ấy, nó gan nó kém cái là nó sẽ làm rối loạn hormone ngay. Đấy, các cụ tìm không hiểu vì sao các cụ cứ tìm ra được những cái công thức đặc biệt như thế, đúng không ạ? Chị sẽ thấy là nó chạy tận trên đầu này. Đấy. Vâng Ngoài ạ. ra thì đường kinh thận nữa. Thận là mọi người biết rồi, đúng không ạ? Lo sợ nhiều hại thận, suốt ngày nghĩ, nên là nó mới giải thích là vì sao những cái người mà làm những công việc áp lực nhiều, nhiều lo sợ rất là dễ bị hiếm. Ở hết deadline, hôm nay phải giải quyết cái này, ngày mai deadline rồi, có khi bị giảm lương rồi, có khi bị mất việc rồi, các thứ bắt đầu làm sao mà đẻ được. Đúng không ạ? Làm sao mà kinh nguyệt nó trả Là những bắn người lên cái mà có hay có tâm tư cảm xúc mà thường là không ai chia sẻ ra ngoài, cứ giữ hết ở trong đúng lòng rồi, vậy đúng không? Có người ta gọi là uất uất ức thì hại gan, gì. uất ức Dạ ức chế thì hại gan, nên là phụ nữ ấy, thì quan trọng nhất là cái gan, mà đàn ông thì quan trọng nhất là cái thận. Tất nhiên là trong phụ nữ vâng. đàn ông thì đều có cái hormone estrogen cả, nên là cái hai cái đường kinh là liên quan mật thiết lắm, đúng không ạ? Và đây là cái phần mà thực hành, thì chúng ta thực hành hai cái huyệt này nhá. Vâng ạ. Thì có lẽ là phải đến cái phần thực hành của chị ạ. Cái video thực hành khá là dài, video thực hành tới À vâng, 12 phút mời cơ. bác sĩ chuyển sang phần thực hành luôn ạ. Vâng. Vâng, thì để em chia sẻ trực tiếp cái video thực hành. Và nếu như quý vị mà có thể thực hành theo bác sĩ trong quá trình bác sĩ chia sẻ thì mời quý vị có thể bật camera lên nhé. Mọi người thì cố Chúng gắng tôi có nhé, thể tất quan sát cả được chị em ạ. phụ Dạ nữ vâng nhé. ạ. Mình nói luôn này. Thứ nhất là chúng ta sẽ ở đây là cái huyệt tam âm giao, đúng không ạ? Tam giao thì bầu thì chúng ta không có bấm. Đấy, bầu thì không bấm. Thì nó là một cái huyệt thuộc nối của ba đường kinh âm, nó rất là quan trọng. Gần như Vâng. tất cả những bệnh nhân mà mình khi mà chữa bệnh ấy có vấn đề về kinh nguyệt thì huyệt này kiểu gì nó cũng đau. Kiểu gì cũng Ừ. đau. Đấy, nó giống như cái huyệt trung quản mà không bị đau dạ dày, rất nhiều người bị đau. Vâng Đấy, ạ. hoặc cái huyệt hợp cốc trong cái phần đầu mặt ấy. Đấy thì là cái huyệt tam giao này. Huyệt tam giao vừa là cái huyệt mà các bạn thấy là để là giảm đau bụng kinh, rối loạn tiêu hóa, còn làm đẹp da. Vậy thì cái huyệt tam âm giao này nối với cái huyệt hợp cấp của cái bài mà da mặt, thì nó là hai cái cách để chăm sóc da mặt rất là hay. Đấy, phụ nữ mà, đúng không ạ? Kinh nguyệt điều hòa da mặt thì nó hồng hào khỏe mạnh ngay, đúng không ạ? Đấy, thì đây là mọi người sẽ xem cái cách xác định huyệt này nhá, và cố gắng là hãy tự đánh giá, đây là một cái huyệt giúp chúng ta tự đánh giá cái sức khỏe của mình. Và nếu chúng ta thường xuyên day ấn cái huyệt này thì Hải tin chắc rằng nó sẽ làm cải thiện cái chức năng điều hòa kinh nguyệt, và đặc biệt là hạn chế những cái nước lạnh này, thức đêm này, những cảm xúc tiêu cực này, và xoa bóp cái vùng thắt lưng thật đều vào, đúng không ạ? Và thì là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Thì ở đây là cái chàng thấy cái hình ảnh chưa? Ta thấy rồi ạ. Thấy Thì các đây là Lê Hải sẽ cho các bạn xem cái huyệt tam âm giao, đúng không ạ? Nó tới 12 phút. Thì ở đây sẽ xe lên, chắc là phải cái này ra nó to tiếng luôn để bắt được tiếng luôn dạ vâng đấy. Chị thấy nó to lên chưa, màn hình nó to lên chưa, dạ rồi ạ. nghe nghe rõ Thưa rồi các chị ạ? bạn, thì như đã nói rồi từ ạ. trước, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái huyệt vị có tác dụng và mạnh mẽ để việc giúp cho điều hòa kinh nguyệt dù bất kỳ là bị bệnh gì. Đấy, cái hay nhất của huyệt đạo như thế, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến cái huyệt tam giao, tức là một cái huyệt mà quá nổi tiếng trong điều hòa kinh nguyệt. Bởi vì sao? Quỳnh cũng như các bạn nhìn nhá, cái phần này tức là nó giúp có tác dụng là nuôi dưỡng âm huyết, kiện tỳ, làm khỏe dạ dày, giải phóng đàm, bổ thận hòa can, điều hòa kinh nguyệt, ấm vi lạc, lưu thông khí huyết, thư giãn tinh thần, điều hòa tiểu tiện. Thì thứ nhất là tất nhiên là các bạn có nhiều từ là không hiểu, nhiều từ cổ truyền đúng không ạ, nhiều từ cũng khó hiểu lắm, mà Lê Hải cũng không có ý định giải thích nhiều ở đây đâu. Quan trọng là chúng ta phải rất là thực tế, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nhớ một, nó có chức năng là điều hòa rối loạn kinh nguyệt, thứ hai là điều hòa cảm xúc đó. Bởi vì sao? Theo y học truyền thống thì cảm xúc nó sẽ làm cho các cái nội tạng có vấn đề. Nội tạng là bên trong để liên quan đến âm, bên trong là âm đấy. Thì âm lại liên quan đến đường kinh âm, thì tam âm giao thì nó sẽ giải phóng, giảm thông ứ trệ của ba đường kinh âm đấy, suy ra nó có tác dụng điều hòa cảm xúc đó. Đấy là nhanh như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái huyệt này đấy. Tất nhiên là chúng ta có người mẫu đây rồi đúng không ạ, các bạn cũng sẽ làm theo Lê Hải nhá.
Thứ nhất là cái việc này nằm ở mắt cá trong đây, chúng ta thấy các bạn cũng gác chân lên như này đúng không ạ? Ok, các bạn cứ thoải mái đi, hoặc là các bạn có thể nhìn trước, loại nhìn qua, nhìn từng bước trước, từng người sẽ xong rồi cái là các bạn làm. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định một cái điểm gọi là đỉnh của mắt cá trong. Đỉnh là gì? Đỉnh là chỗ cao nhất. Chỗ cao nhất là chỗ nào? Chỗ cao nhất là khi mà chúng ta sẽ là cái chỗ mà nó nhô cao nhất là chỗ cao nhất rồi đúng không? Còn chỗ cao nhất là chỗ nào nữa đúng không? Chỗ cao nhất là chỗ cao nhất thôi. Đấy. Thế đỉnh đây. Thế thì đầu tiên chúng ta từ đây chúng ta sẽ vạch một cái đường ngang đi qua cái đỉnh này. Đấy, vạch một cái đường ngang như đây. Đó. Sau đó thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái thuật ngữ gọi là cổ truyền luôn, đó là ba thốn. Ba thốn thì theo đơn vị nó tương đương với bốn ngón tay, bốn ngón tay của chúng ta. Đấy. Ví dụ như Lê Hải xác định cho bạn Quỳnh đúng không ạ, thì là không phải ngón tay của Lê Hải đúng không? Mà là ngón tay của bạn Quỳnh. Các bạn cũng thế, các bạn cũng dùng chính cái bàn tay của mình. Bốn ngón là như nào? Bốn ngón là để bốn ngón thế này đặt lên, đó, đặt ngang lên như thế này, lấy tay này dễ hơn, đặt ngang lên như thế này. Bốn ngón là khoảng cách của bốn ngón này, này cái độ khoảng cách như này. Đấy, thấy chưa? Độ rộng, độ rộng. Đấy, ví dụ các bạn bảo thì em có thể lấy bút ví dụ thế này cũng được, thôi các bạn đo lên đúng không? Các bạn đo lên cũng được, mà tốt nhất là tay dễ hơn. Đấy, tay đặt đây, đó, cái độ rộng đây đúng không? Các bạn thấy cái tay nó sẽ hơi vát vát này đúng không, thì chúng ta lấy độ rộng nhất này này, từ đây này. Đấy, độ rộng ở đây này. Đấy, chứ chúng ta không lấy cái độ rộng từ đây đến đây, nó phải chênh nhau tới phải 0,5 cm. Đó. Thế thì chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ vạch một cái đường ở trên trên ngón trỏ đây. Đó, rồi, ok. Chúng ta sẽ vạch một cái đường ngang, hai đường làm sao song song với nhau. Bạn thấy song song với nhau đây. Song song thì đây là cái khoảng thì huyệt đạo là một điểm, điểm là giao của hai đường thẳng. Đúng không? Rất là dễ dàng đúng không? Thì ở trên này chúng ta thấy là nó là một điểm. Thế nên là khoảng hai cái đường này chúng ta đã tìm ra rồi. Đấy, bây giờ thì tìm cái điểm này. Điểm này thì muốn tìm điểm này chúng ta phải tìm cái bờ xương. Đấy, tìm bờ xương thì ở đây các bạn bảo em chả thấy xương ở đâu cả đúng không ạ, thì thực ra thì nhìn làm sao thấy xương được, nhìn cái mắt cá nhồi thôi, chỗ khác là thịt chứ bảo vệ rồi sao thấy đúng không. Thế thì chúng ta chạm vào, từ mắt cá chúng ta chạm vào đây, đây là cái ấn xuống cục xương, các bạn thử ấn mà xem chắc chắn là cũng có cục xương nếu mà bạn có mắt cá đúng không ạ chắc chắn rồi đúng không. Thế thì chúng ta từ cái cục chỗ cái xương này chúng ta từ từ chúng ta ấn nó ra đây, chúng ta ấn nó ra này, chúng ta từ từ này chúng ta sẽ thấy ở một cái bờ, thấy không, thấy một cái bờ không, Có. các bạn dịch cái đây là mềm mà dịch vào đây là cứng, thì giữa cái mềm và cái cứng thì là cái bờ, giống như chân núi, chân núi đó, một cái này nhô lên một cái này lõm xuống thế này đấy. Đó thì chúng ta có một chỗ lõm ở đây, thì cái lõm ở đấy chính là cái vị trí của cái huyệt tam âm da đấy, thì đây đúng không ạ, khi chúng ta cứ di chuyển tịch 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 từ đây từ đây và lõm xuống một cái. À, giống như chúng ta di chuyển này, bắt đầu tụt xuống cái này. À, thì đúng là huyệt. Thế thì cái đây là vị trí của huyệt đạo đúng không ạ? Thì các bạn nhớ nhá. Thì có lẽ là thứ nhất là các bạn có thể là dừng video lại đúng không ạ? Tự tìm, hoặc là nếu các bạn vẫn tiếp tục xem video thì bây giờ thì nếu mà của chúng ta đúng không sẽ cùng các bạn tìm. Bây giờ vẫn chân này đi, em thử. Tất nhiên là dễ rồi đúng không? Mà tôi cứ thử tìm lại cho chắc. Đấy. Đầu tiên là tìm cái gì nhỉ? Mắt cá chân Đỉnh đó, cái chỗ cao nhất của mắt đỉnh cá trong, mắt cá chân có hai mắt cá là mắt cá trong và ngoài. Trong là gì, trong là mặt trong làm sao nữa, Sau đó thì xác định bằng bốn ngón tay và ba thốn. một ngón tay rồi đấy. Sau khi xác định được một cái đường song song thì kẻ một đường song song với cái đường từ mắt cá chân, và mình tìm cái phần cứng từ mắt cá chân đi lên. Người ta gọi đấy là xương chày. Thì trong cái đoạn khoảng khoảng cách giữa hai đường thẳng thì sẽ có một phần là một bên rất là cứng và một bên là nó rất là mềm. Thì Vâng. cái độ cái phần lõm, cái phần hõm đấy thì sẽ chính là cái huyệt tam Rồi, giao, cái tam vị âm trí giao. được tam giao đúng không? Thì các bạn thấy là ôi nhiều bạn ấy còn rất giỏi nhá, các bạn ấy xem lại còn có khi còn chê cả người mẫu sao lại kém thế đúng không, có khi các bạn còn giỏi hơn đấy. Ok, chúc tất cả các bạn giỏi hơn, còn tất cả các bạn chưa tìm được vui lòng bấm nút replay, chúng ta sẽ xem lại video này để tìm cho nó kỹ, bởi vì nó không khó lắm đúng không ạ. Thì đây
ở đây rồi đi lên thế này, có một cái đường ngang thế này, Lê Hải thấy vẫn còn phải vết mờ đúng không ạ, Lê Hải làm luôn cho tiện đúng không. Giờ giờ đây là xương 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 này, đến lõm cái là huyệt. Thì ta lậm thế nào? Cái chương sau thì dùng máy sấy thì dễ, và chương này hướng dẫn khó hơn tí, đúng không? Chúng ta dùng tay. Thì cái việc này á, nếu như bạn nào bấm vào đây này, thì em dùng thường thì chúng ta sẽ có thể là dùng ngón trỏ, chúng ta cứ day nhẹ nhàng như thế. Đấy. Đó, chúng ta có thể day nhẹ nhàng đúng không ạ? Hoặc là chúng ta dùng ngón cái. Đấy. Dùng ngón cái. Chúng ta day ấn mà, day ấn. Nếu như bạn ngồi duỗi hai chân thì các bạn hoàn toàn có thể dùng hai ngón cái, chúng ta làm hai bên. Các bạn có tưởng tượng ra được không? Duỗi hai chân, ví dụ mình duỗi hai chân này nhá, thì hai cái đây mượn mượn hai chân luôn. Được không? Chân kia duỗi hai chân này thì em thử để hai ngón tay vào đây. Thì rõ ràng là mình với xuống được. Đấy, tất nhiên đúng rồi. Các bạn ngồi trên giường thì nó sẽ dễ hơn. Đúng. Khi ngồi trên giường mình có thể duỗi thẳng hai chân ra và hai ngón cái của mình có thể tìm cái huyệt đau làm sao này đúng không ạ bác sĩ? Đúng rồi, tìm sẽ dễ hơn. Tất nhiên là chúng ta phải hơi co cái chân lại thì chúng ta với nó dễ hơn đúng không ạ? Đừng làm tự làm khó bản thân. Đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Mình làm thế nào tư thế của mình thoải mái nhất là được đúng không ạ? Tại vì đường chuyền nó đang hơi giật một chút, nó đang bị dừng hình ạ. Thì thực ra thì đến đây là đến cái đoạn này là mọi người cũng đã hiểu được rồi. Đã đóng được cái huyệt này rồi. Vâng. Rồi. Thì ở đây á thì hỏi luôn là ai mà đau ấy, đấy ai mà đau thì mọi người cho biết cái đau ở bên cái cửa sổ chat đi, đúng không ạ? Đau ấy thì thế này này, nếu mà cấp nó có 4 cấp độ nhá, để Hải trao vào đây này, cấp độ 0 ấy thì nó sẽ là chỉ thấy tức tức thôi. Vâng. Đấy. Cấp độ 1 thì nó bắt đầu được gọi là đau, đó. Cấp độ 2 được miêu tả là rất đau, trong cái thang điểm đau thông thường. Cấp độ 3 là cực kỳ đau, và có 4 cấp độ 0, 1, 2, 3 đúng không ạ? Vâng. Mọi người sẽ cho biết là cái này, cái huyệt tam giao này cực kỳ hay luôn. Ở đấy bạn nào đã rất đau rồi này, Hạnh Nguyễn à, đó. Nếu mà bắt đầu được miêu tả bằng cái mà chúng ta gọi là đau hoặc là rất đau ấy, đấy. Cái cảm giác không đau tức là cảm thấy đau không, bảo nó cũng không đau mà cảm thấy nó hơi tức. Đấy là cái cảm giác mà tất cả chúng ta đều xác nhận cùng với nhau là như thế, đúng không ạ? Ở đây mà sao nhiều bạn đau nhỉ? Đau thì rất đau đều có hết này. Đấy. Có. Thì nó đau ấy thì bạn hãy xem lại là nó đã ba đường kinh âm, đó là thận này, can này và tỳ, tức là liên quan đến tiêu hóa, liên quan cái lá ngang của chúng ta và liên quan đến quả thận của chúng ta. Nếu chúng ta thấy bất kỳ một cái lưu ý nào mà Lê Hải nói là cái cảm xúc của các bạn có hay bị stress, các bạn có hay bị ức chế cái gì đó không, muốn nói ra lại không nói ra, rồi gì lại cứ ngậm ngùi ở trong lòng, rồi cứ ức chế thế nọ thế kia, mãi chả chịu xả ra ngoài thế nọ thế kia, đó thì các bạn sẽ phải rất rất là lưu ý nhá. Thực ra thì là những cái vấn đề tâm lý này á, thì khi mà chúng ta bấm huyệt nó sẽ giúp chúng ta xả bỏ đi dễ hơn. Bởi vì huyệt đạo cũng là một cái cửa mà nó sẽ dễ bị tắc đúng không ạ? Dễ bị tắc khi mà chúng ta có những cái vấn đề tâm lý tiêu cực. Đấy, thì nó rất là hay ở chỗ đấy. Và bạn hỏi ấn bao lâu thì bấn thì mình cũng nói rất là nhiều rồi đúng không ạ? Mỗi một huyệt chúng ta thường chúng ta sẽ ấn khoảng 1 phút đúng không ạ? Chúng ta 1 phút và chúng ta có thể nâng cái cảm giác của chúng ta nâng cái bấm lên. Nếu bạn cảm thấy thích, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy rất là thú vị đúng không ạ? Cảm thấy rất là sảng khoái và chân tay cái thứ rất là dễ chịu khi bấm huyệt này thì chúng ta có thể nâng nó lên từ 3 đến 5 phút đúng không ạ? Hoàn toàn có thể làm được. Có bạn bảo em có thể dùng chút dầu cao hay là dầu massage để cho nó trơn trơn vì bấm nó mỏi tay quá, thì có thể là dùng một chút dầu cao hoặc là chút dầu massage chúng ta chà cho nó trơn. Thì thế cũng là rất tốt. Nhưng mà dùng một tí tẹo thôi. Bởi vì sao? Nếu mà trơn quá thì nó không có cái lực để nó ấn xuống, thì nó lại không có tác dụng mấy, đúng không ạ? Thì chúng ta phải ấn cho nó thật là có một cái lực một chút nhá. Thì đấy là cái mà cái huyệt này á, tất cả chị em phụ nữ là phải rất rất là nhớ. Nó vừa là cái huyệt giúp để ổn định cái kinh nguyệt, nhưng mà nó vừa là cái huyệt giúp tất cả chị em phụ nữ là có thể kiểm tra xem là cái tình trạng sức khỏe kinh nguyệt của mình nó như thế nào. Bởi nhiều người á
tắc đến cái độ mà khi châm cứu vào ấy, có những rút kim ra một cái, những giọt máu đen nó chảy ra từ cái huyệt này. Hỏi ra thì đến cả chục năm khó chịu mà cứ chả biết là chữa kiểu gì. Đấy, cứ hết thuốc nọ thuốc kia nhưng mà nó không giải quyết được. Ví dụ uống thuốc nhưng mà ngồi thì vẫn bắt vẻo đúng không ạ? Vẫn chân nọ bắt lên chân kia, cuộc sống nó vẫn lệch. Nước lạnh thì vẫn uống, lo stress thì vẫn bị. Thế thì cái thuốc gì mà nó chữa được? Thuốc nó chỉ nó gọi cải thiện cho chúng ta thôi, chứ còn cái gốc gác vấn đề là làm sao cái thuốc nó chỉnh được cuộc sống. Uống một viên thuốc mà làm sao mà nắn lại được cuộc sống, làm sao mềm được cơ ra, đúng không ạ? Và các cái cơ mà mọi người nhìn thấy là các cơ đấy nó hoàn toàn có thể xuất hiện những điểm bó cơ mà trong cái chương về làm đẹp da mặt các thứ ấy, mấy chương về kỹ thuật là nói rồi đấy. Dạ vâng ạ. Nó hoàn toàn có thể là có những cái là như thế. Thì có lẽ là qua đây là cũng thấy là nhiều bạn có vấn đề nhá, thì cái này rất là quan trọng. Thì còn một cái huyệt đó có ấn khi bị rối loạn tiền đình. Cái huyệt này là huyệt, nó là một trong những cái thánh huyệt để dưỡng sinh cho phụ nữ, dưỡng sinh và làm đẹp cho phụ nữ. Rất mong muốn là một cái huyệt nhỏ nhoi đi thôi, nhưng mà các chị em phụ nữ mà làm đều ấy, tất nhiên là các anh em đàn ông thì làm cũng tốt thôi, đàn ông phải có nội tạng chỉ nhé, đàn ông không có nội tạng đúng không ạ? Có nội tạng thì ai uống bia uống rượu nhiều ấy, đàn ông ấy bấm vào đấy ấy, hoặc là ai mà bị kiểu cái gan nó kém nhá, thận nó kém ấy, bấm vào đấy nó cũng buốt luôn. Có thể các chị em có thể về kiểm tra cho ông chồng, cách xác định thì biết rồi đúng không ạ? Thì đấy, từ cái mắt cá trong đó lên là ba thốn tức là bốn ngón tay của chúng ta. Thì đấy là cái là mọi người có thể, rất hy vọng là tất cả các chị em là hãy thực hành đều huyệt này, dùng huyệt này để giúp cho bản thân mình, hoặc là giúp cho ví dụ ai mà có con đến cái tuổi ấy thì giúp cho con, đúng không ạ? Hoặc là đúng rồi ạ. Tôi cũng đang nghĩ rằng là cái chương trình này một số người mà lớn tuổi mà có con đang ở thời kỳ phát triển đúng rồi, rất là phù hợp luôn để hướng dẫn cho các con ở thời điểm này. Mà hàng năm hàng trăm nghìn bạn bắt đầu đến cái tuổi mà 13, 14 bé gái. Đấy, cứ phải cho nó xem chương trình này này. Đừng có uống nước lạnh nữa. Mày đừng có ăn mặc linh tinh nữa. Đâu ăn mặc cứ như thế là nó không có ổn. Đấy. Dạ vâng ạ. Đó thì là mọi người, tất nhiên là cái này thì không, có bạn nhắc đấy, không ấn cho phụ nữ mang thai, đúng không ạ? Nhưng vâng, mà đẻ xong thì ấn được. Đẻ xong ấn cho nó điều hòa cái âm huyết trở lại, kinh nguyệt nó co cái trở lại, rồi máu các thứ nó xả hết đi cho nó sạch. Đấy thì là tốt, cùng với canh rau ngót chứ thứ đấy. Đấy, cho nó ổn. Có một bạn kêu là em đang lôi con ra thực hành luôn ạ. Đau không? Bạn nào tuyết à? Tuyến à? 0774 gì đấy. Nhá, Lê Hải rất là mong các chị em phụ nữ hãy chia sẻ cái này cho các cháu đúng không ạ? Và cho các bạn đúng không ạ? Bởi vì sao? Đừng để một thế hệ nó lại bị rối loạn kinh nguyệt, nó lại bị lại mất bao nhiêu tiền của để chữa bệnh về những cái vô sinh hiếm muộn, phí phạm ra đúng không ạ? Bởi vì sao? Con người đẻ ra nó có chức năng để sinh sản thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà mình chúng ta không có biết cái gì, đúng không ạ? Thì đấy, thế này mình thấy là đấy, phải chăm tập thể dục vào cho cái khung xương chậu nó được mềm mại ra, rồi thì nó được mềm mại thì máu huyết nó mới lưu thông. Suốt ngày ngồi rồi suốt ngày ôm điện thoại rồi suốt ngày thức đêm thì cứ mà rời chữa, nhưng mà cứ phải cho các bạn nghe cái này. Vâng. Thì các bạn bác sĩ cảm ơn bác sĩ. Tuy nhiên tôi nảy ra một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì là VMC cũng đang có cái chương trình để mà lan tỏa các cái giá trị của các cái khóa học này đến tất cả mọi người. Thế thì cái khóa học này thì chắc chắn rằng là tôi có một người vài người bạn mà đang là giáo viên của các trường cấp 2 chẳng hạn, chắc chắn là tôi sẽ dành tặng cho các cái giáo viên đó để họ có thể hướng dẫn cho các cái học sinh của lớp của mình luôn. Mà nếu được thì nhân rộng nhà trường thì tốt quá đúng không ạ? Vâng, quan trọng lắm. Những cái này nhiều khi chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, đây như kiểu nói chuyện chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ đúng không ạ? Mình thì không có con gái, hai cậu con trai, nhưng mà rất là nhiều các vấn đề, bởi vì là bác sĩ nên gặp rất nhiều các tình huống nó quan trọng lắm đấy. Đừng có bảo là có tí thẹo này làm sao mà thay đổi được. Thực sự các cụ nhà mình có ai phải thụ nhân tạo mấy đâu, đúng không ạ? Các cụ toàn khỏe ơi là khỏe, chứ cùng với là bây giờ hết cái nọ là bỏ tiền ra, đến cái kia bỏ tiền ra, mãi cứ loanh quanh. Và ấy, khi mà chúng ta càng để nhiều cái lồng nó giam hãm chúng ta, mỗi một bệnh tật các bạn coi như một cái lồng nó giam chúng ta lại. Đấy, mỗi một bệnh tật nó là một cái lồng để giam chúng ta lại. Có những người bị giam cả chục cái lồng ấy. Từ đau bụng kinh rồi rối loạn tiêu hóa rồi tiền đình rồi thì đau dạ dày rồi stress căng thẳng rồi bệnh tim mạch mỡ máu. Mọi người thế thì nhiều quá. Không. Các bộ phận trong cơ thể gần như là lên tiếng hết. Chúng ta mà cứ bị những cái bệnh tật nó giam chúng ta lại, chúng ta có những cánh cửa về
Dạ vâng ạ. Vâng, nhiều nhiều đấy đây, có phải ít đâu, cứ điểm ra mà xem cả mớ bệnh luôn. Đấy, nên là huyệt đạo làm cánh cửa, cái chìa khóa để mở cửa. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, bạn Tuấn cũng hỏi là huyệt này có bấm hàng ngày giống như mình đang uống thuốc thuốc bổ không thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng là mình nên thực hành hàng ngày đúng không? Này là một trong những thánh huyệt để dưỡng sinh cho chị em phụ nữ. Dạ vâng ạ. Cùng với hợp cấp, túc tam lý và dũng tuyển là một trong thánh huyệt dưỡng sinh của trên thế giới đấy nhá. Đây là chia sẻ với các chị em. Đã. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ vừa rồi đã chia sẻ cho quý vị huyệt tam âm giao là một cái huyệt gần như là một trong mấy thánh huyệt như bác sĩ vừa nói đúng không ạ? Vâng. Và thưa bác sĩ, là chương trình của chúng ta cũng đã đến 9 giờ rồi, mà theo tôi được biết thì bác sĩ sẽ còn một huyệt nữa có thể chia sẻ với mọi người ở cái chủ đề rối loạn kinh nguyệt này có đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì tôi xin phép là trước khi bác sĩ chia sẻ sâu về việc này, bởi vì trong quá trình bác sĩ chia sẻ là chúng ta có thể thực hành luôn ý, thì tôi xin phép được mời 5 bạn chúng ta có thể bật cam lên, chúng ta tình nguyện ạ, chúng ta có thể giơ tay, chúng tôi có thể mời bộ phận kỹ thuật có thể bật camera của các bạn lên, sau đó các bạn có thể thực hành và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng như các chuyên gia của chúng tôi có thể quan sát quý vị, và để sau buổi chia sẻ thì bác sĩ có thể quan sát kỹ hơn và ở đâu đó bác sĩ có thể đưa ra những cái lời nhận xét chính xác hơn khi quý vị có thể thực hành chưa chính xác được không ạ? Xin mời quý vị nào có thể đồng hành cùng chúng tôi ạ. Vâng, xin mời bạn Nguyễn Thu Thủy ạ. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Xin mời tiếp các bạn đi ạ. Tôi xin phép được mời thêm khoảng 5 bạn ạ, tối thiểu là 5 bạn đi ạ. Ngoài bạn Thu Thủy còn bạn nào nữa không ạ? Các bạn có thể nhấn nút giơ tay để chúng tôi có thể nhận diện ạ. Có bạn nào mà tôi chưa quan sát được không, tôi thật quan sát giúp tôi nhé. Vừa nãy có mấy bạn giơ tay xong chắc là giơ mỏi quá xong rồi lại hạ xuống rồi ạ. Vâng ạ. Có thể quý vị các bạn có vẻ ngại ngần khi bật camera đúng không ạ? Vâng, cũng có thể là vì những lý do tế nhị, tôi xin phép cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn bạn Thu Thủy và vậy thì bạn là có thể là hàng hiếm đấy ạ. Vâng, xin mời tổ kỹ thuật cũng như bác sĩ có thể quan sát bạn Thủy giúp ạ. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn. Xin mời bác sĩ đi vào huyệt khí hải đi ạ. Cái huyệt khí hải này thì đương nhiên là chúng ta sẽ không kéo quần xuống. Bạn Nguyễn Kim Thoa. Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Kim Thoa. Mời bạn bật camera lên ạ, bạn Nguyễn Thị Kim Thoa. Chúng ta sẽ làm ở qua áo nhá, chúng ta sẽ làm và Lê Hải sẽ quan sát mọi người đúng không ạ? Cái tư thế rất là quan trọng đúng không ạ? Có rất nhiều cách để biết các bạn làm đúng hay sai. Đúng không ạ? Đầu tiên là chị Hằng thấy cái hình ảnh người tam giao ở trên hình ảnh chưa? Xin lỗi huyệt khí hải. Hải. Dạ có rồi ạ. Thì thế này nhá, cái huyệt khí hải nó rất là nhiều, khí hải là biển khí đúng không ạ? Và ngay ở đằng phía dưới phía sau huyệt khí hải nó cũng liên quan đến các cái mạch máu và cái mạch nhâm, huyệt khí hải nằm trên mạch nhâm. Thì ở đây mọi người mới thấy là cái đoạn là 1,5 thốn đúng không ạ? Đây bằng hai ngón tay đúng không ạ? Mọi người hãy xác định hai ngón tay của mọi người nhá, không phải hai ngón tay của Lệ Hải đâu đúng không ạ? Hai ngón tay thì chúng ta đặt cái khi mà chúng ta úp nó xuống, úp cái lòng của các ngón tay này vào bụng ấy, thì bờ của cái ngón trỏ ấy là nó sẽ ở ngang rốn chúng ta đúng không ạ? Rốn. Và ở cái bờ dưới khí hải ở trên cái trục giữa của cơ thể đúng không ạ? Vậy thì các bạn cứ đặt ở cái bờ trên này, đây cái rốn đúng không ạ? Bờ trên chạm vào rốn đúng không ạ? Ngay dưới chúng ta ở ngay dưới cái này này, đấy, ngay dưới cái ngón giữa của chúng ta là cái vị trí huyệt khí hải trên đường gọi là đường dọc giữa cơ thể đúng không ạ? Người cứ xem. Thế thì tại cái huyệt này kết hợp với huyệt tam âm giao, và nếu như bạn nào xem lại toàn bộ những cái hệ thống học của các cái buổi sự kiện ấy, thì mọi người sẽ tìm thấy rất nhiều giá trị, rất nhiều cái hay để mà cải thiện cái nguyệt. Hay nói khác là chúng ta phải trở về cái mà chúng ta vốn có đúng không ạ? Cái nguyệt thì nó là tự nhiên, chúng ta phải vốn có đúng không ạ? Chúng ta cứ đau nhức là nó không được đấy nhá. Thì bây giờ mọi người bấm đi. Khi mà bấm ấy thì thế này là có nhiều cách để bấm, nhưng mà chúng ta thường ấy sẽ ưu tiên dùng ngón giữa. Bởi vì sao? Ngón giữa ấy, trong đông y nó thuộc về đường kinh tâm bào liên quan não của chúng ta này. Nó khi mà bấm huyệt khí hải và ngón giữa thì chúng ta bấm hai huyệt luôn. Thì chúng ta cùng lúc bấm hai huyệt là huyệt khí hải và cái huyệt ở đầu ngón giữa này. Đầu ngón giữa đông y gọi là huyệt trung xung ấy, nó là làm cho cái não của chúng ta nó tập trung mạnh. Đấy rất là hay. Đó, thì chúng ta sẽ đặt cái đầu ngón giữa của chúng ta lên cái huyệt khí hải. Đó, ví dụ đây là huyệt khí hải nhá, chúng ta sẽ đặt lên. Đó, đặt lên. Hơi ấn vào một chút đúng không ạ? Hơi ấn vào một chút đúng không ạ?
Đấy, một người bắt đầu thực hành cảm nhận được cái sự mà cái lực ấn ấy, sau khi mà cảm nhận cái lực ấn vào vùng bụng dưới nhá, đấy, ấn vào vùng bụng dưới thì mọi người tiếp tục điều, đừng đừng không cần dai, đầu tiên là cái gì thủy không cần, chưa cần dai vội, đúng không ạ? Hãy đặt lên như thế, đầu tiên này lỏng cái cổ tay ra, lỏng cái trỏ tay ra, đấy, trỏ tay vai, đúng rồi. Tiếp theo đó là hãy đưa tâm ý của mình trở về cái cột sống ấy, để dựng thẳng cái cột sống của mình lên, bấm huyệt ở thâm kinh lạc mà. Đấy, bấm huyệt thâm kinh lạc thì mình cái tư thế của mình phải rất là ngay ngắn, cân bằng để kinh mạch nó thông. Bởi vì khi mà chúng ta bấm huyệt nó phải chạy thì nó sẽ chạy theo kinh mạch. Đấy, mà khi nó chạy theo kinh mạch thì cơ thể mình ngay ngắn thì nó mới chạy lên tận não được. Và lên trên não thì nó mới qua cái tuyến yên, nó mới điều chỉnh toàn bộ các cái hệ thống nội tiết xuống dưới, thì nó mới có cái tác dụng điều hòa kinh nguyệt và những cái tác dụng khác của huyệt đạo. Đó, nên cái cổ của chúng ta, cái ngực, cái lưng của chúng ta, thắt lưng thì cái hông chậu rất là quan trọng. Thủy ở bên tay phải ấy, thì nên để ngửa cái lòng bàn tay lên, để cái cổ tay của chúng ta ấy, nó được thoải mái tự nhiên. Đó, cái thoải mái tự nhiên bởi vì nó các cái đường kinh âm dương ở tay nó sẽ nối với nhau. Vâng ạ, cái tư thế rất là quan trọng. Vào đấy nhá, ấn vào. Rất rất là quan trọng. Ở trong này nó có rất nhiều cái tỉ mỉ, và khi mà chúng ta làm tỉ mỉ như thế thì chúng ta mới có thể là chủ động chăm sóc kinh nguyệt được. Thì bắt đầu ấy, khi mà chúng ta đã ngay ngắn cơ thể rồi, nhịp thở chúng ta bắt đầu hạ xuống, tâm trí của chúng ta bắt đầu hướng về cơ thể nhiều hơn, là chúng ta sẽ hơi gia tăng thêm một chút lực ở cái huyệt khí hải, thêm một tí lực thôi, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta đánh giá xem là nếu mà nó đau hay là nhức thế nào đó thì chúng ta cứ giữ một lúc. Nếu như tay của chúng ta khi mà tăng lực mà chúng ta mỏi, chúng ta thả ra và chúng ta làm lại. Đừng để có xuất hiện cảm giác tay mỏi khi bấm huyệt, bởi vì mỏi là buông thư giãn, tiếp tục làm lại thì hay hơn là cái việc mà cố liên tục. Cái đấy rất là quan trọng nhé. Tức là chúng ta không nên để cho cơ thể cái tay bị mỏi, nếu tay bị mỏi thì chúng ta sẽ nghỉ, đúng không ạ? Vâng. Tại vì câu nói của bác sĩ vừa rồi nó vừa bị gián đoạn đường truyền ạ. Vâng, không nên để cái xuất hiện cảm giác mỏi tay trong khi bấm huyệt. Tức là gì? Cái bấm huyệt nó chỉ còn mỗi cảm giác là cái tức tức ở huyệt thôi, đau đau ở huyệt thôi. Đừng để xuất hiện thêm một cái cảm giác nữa là cái tay bị mỏi. À, tôi hiểu ạ. Vâng. Vậy thì thường xuyên bấm huyệt khí hải, tất nhiên là chúng ta cứ bấm 1 phút hoặc là kể cả đến 5 phút, đúng không? Đều được cả. Hoặc là gì? Hoặc là chườm ấm, đúng không ạ? Hoặc là đặt lòng bàn tay lên, ví dụ như nhiều ông xã rất là tâm lý, đúng không ạ? Đau bụng kinh là đặt cái lòng bàn tay này nơi có huyệt lao cung rồi. Lên cái huyệt khí hải của vợ ấy. Đấy. Như thế có cảm giác ấm áp. Ấm áp và cảm thấy nó thư giãn ngay lập tức. Hay lắm. Là hay quá. Ai mà không được tận hưởng cái cảm giác đó thì tối nay phải yêu cầu nhá. Vâng. Bác sĩ vừa nói thì cũng là có một bạn lúc đấy hỏi là chườm ấm ở đâu, vùng nào, khí huyệt nào đấy ạ? Vâng, thì bác sĩ vừa trả lời rồi đấy ạ. Vâng. Nhờ bị đau bụng kinh thì chúng ta là chườm ấm ở cái vùng khí hải ạ. Vâng. Chườm ấm hoặc đặt lòng bàn tay lên. Dạ vâng ạ. Hoặc là khi mà chúng ta ngồi thiền ấy, hay là chúng ta ngồi thư giãn hay nằm thư giãn thì chúng ta lúc mà đi ngủ ấy, chúng ta có thể đặt hai lòng bàn tay lên huyệt khí hải. Đúng không ạ? Vừa giúp dễ ngủ, huyệt này cũng để ở trong cái chương để giúp dễ ngủ đấy. Vừa giúp dễ ngủ, vừa giúp giảm đau bụng kinh, vừa giúp phục hồi cái nguyên khí và bổ thận, rất là hay. Nên là thông qua những cái này, mọi người mà rất là muốn chia sẻ mọi người là chúng ta có rất nhiều cơ hội để sử dụng cái cơ thể mình để làm sao để chúng ta thoát khỏi được các cái sự giam hãm của bệnh tật. Chả tội gì mà cuộc sống cứ bị bệnh tật hay là sự khó chịu nó cứ dày vò, hay là ngày càng nó siết chặt lại. Nhiều người nó siết chặt đến độ mà cũng rất là khổ sở. Và khi nó siết chặt đến mức độ nào đó thì chúng ta sẽ bị những bệnh người ta gọi là nan y hay là mãn tính. Đấy là sự... Dạ vâng ạ. Bạn Tiến, bạn ấy có hỏi là bạn ấy hay đeo cái đai làm ấm vào cái huyệt này có được không ạ? Được quá chứ. Nhưng bạn đeo cái đai làm ấm ấy
thì là được, nhưng mà bạn nên dùng cái đầu ngón tay giữa này này, bạn ấn thêm vào huyệt. Bởi vì sao? Ấm nó chỉ là cái tác dụng nhiệt thôi. Khi mà chúng ta ấn vào nó còn có tác động của áp lực, còn tác động của đau. Và đặc biệt là khi mà chúng ta lấy tay chạm vào một vùng trên cơ thể thì não nó sẽ hiểu rằng chúng ta đang muốn chữa cái vùng đấy. Đang muốn sửa chữa chỗ đấy. Cái rất đặc biệt của cái đôi tay chúng ta là cái khi mà chúng ta dùng cái tay, nên các bạn thấy là cái tay của chúng ta vừa bảo vệ được cơ thể nhá, né tránh rất là nhiều thứ nhá, rồi vừa để chữa được bệnh nhá, nên là chưa có bất kỳ một cái máy massage nào tốt bằng cái tay của chúng ta. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Đấy. Tức là cơ thể chúng ta là một cỗ bẫy tuyệt vời, và chúng ta lấy cái bộ phận chỗ chỗ này và chúng ta sẽ chữa lành chỗ khác, nôm na là như vậy đúng không ạ? Đúng rồi. Thực ra thì cơ thể chúng ta được thiết kế để làm việc đấy. Được thiết kế bác sĩ để làm việc đấy. Là... bởi vì hồi xưa cái thời tổ tiên làm gì có gì đâu, toàn dùng tay chữa xong thôi, đúng không ạ? À, dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Vâng. Và quá trình các bạn cũng vừa tiếp tục thực hành nhé, thì chúng ta cũng vừa có thể là xin phép là có thể giao lưu luôn với bạn Thu Thủy có được không ạ? Bởi vì thời gian vừa rồi bạn cũng đã thực hành hai huyệt đạo rồi. Và tôi nghĩ rằng là tôi cũng như quý vị cũng như là bác sĩ có thể quan sát bạn thực hành rất là nghiêm túc. Vậy thì bạn Thu Thủy ơi, không biết rằng bạn có đôi điều chia sẻ với quý vị và bác sĩ bây giờ đây một chút không ạ? Khi bạn đăng nhập vào cái buổi hôm nay, chứng tỏ là bạn cũng đã có một chút cái vấn đề liên quan đến cái rối loạn kinh nguyệt của bạn rồi đúng không ạ? Vậy thì sau quá trình thực hành vừa rồi thì bạn có đôi điều chia sẻ gì không ạ? Xin mời bạn ạ. Xin mời tổ kỹ thuật có thể bật mic bạn Thu Thủy giúp tôi với ạ. Ô, mất điện. Sao? Mất điện ạ? Mất điện mà mất điện sao lại có mạng nhỉ? Không biết. Tôi đang... giỏi quá, mất điện là vẫn có mạng này. Tổ kỹ thuật ơi, bật mic bạn Nguyễn Thu Thủy giúp tôi với ạ. Oh my god. Dài bị mất. Cảm ơn bạn. Bị mất điện. Ồ. Oh. Bạn cứ chia sẻ đi ạ, chúng tôi vẫn đang nhìn thấy bạn này. Khi anh vào thì thấy nó cũng tức tức ở trong cái huyệt đó. À. Có vẻ dễ chịu hơn á. Mới thích tức thôi và dễ chịu hơn thôi thì đang ở level rất là tuyệt vời phải không bác sĩ? Thích thấy huyệt tam âm giao thế nào? Huyệt tam âm giao thì của mình không có đau lắm, không có tức một á. Mức một. Thì chị có thì những cái đếm ngày ấy, nó có bị khó chịu lắm không? Những tháng trước thì có, nhưng gần đây thì cũng có biết sơ sơ về cái huyệt tam âm giao cho nên mình cũng có bấm. Thế là hai tháng ấy nó đỡ rất là nhiều. Đấy, thế à, đấy đi chưa? Thì rõ ràng là may quá đấy, có người để thực hành huyệt này trước rồi. Đấy, đúng có duyên biết đến sớm hơn rồi. Tuyệt vời quá rồi. Còn tôi là hôm nay tôi mới biết đấy ạ. Hai tháng sau tôi sẽ chia sẻ lại với bác sĩ. Thế bạn Thủy chia sẻ sau một chút là mấy tháng trước thì bị kiểu gì? Đau như nào? Rất là đau bụng lắm luôn á. Đau bụng, đau lưng. Giống như mình hai cái đùi nó cũng mỏi, nó khó chịu lắm. Giống như cái huyệt, giống như cái mạch sung đấy gì? Lúc mà chia sẻ. Dạ. Đúng cái mạch đấy không? Dạ đúng rồi đấy. Đấy là các cụ mình siêu thế đấy. Nhìn ra được cái vấn đề nó. Ok thì tiếp đi, chia sẻ thêm 1-2 phút nữa xem sâu thế nào để mình cũng biết luôn là về mặt thực tế. Thực ra thực tế thì mình biết nhiều rồi, nhưng mà mình muốn nghe từ cái cụ thể hơn. Dạ. Tức là những tháng trước thì mình rất là khó chịu này, bụng thì đau này, da thì sần sùi lên này. Giống như là mụn nó nổi lên cục luôn. Mệt. Những cái ngày đó là không có làm gì nữa luôn. Ăn cũng không có làm luôn. Gì đúng không ạ? Và đừng có ai động vào tôi đúng không ạ? Nhưng mà cũng nhờ có một người bạn học bên Đông y thì nói là bây giờ mình bạn hãy thử bấm cái đó đi, bấm cái huyệt tam âm giao đó đi. Và cũng đọc bài báo ở trên mạng á là hướng dẫn là bấm cái tam âm giao đó. Nhưng mà khi mà bấm cái huyệt đó thì rất là hiệu quả, thì mình cũng có thực hành, nhưng mà lúc đầu bấm đau lắm, không chịu được. Và cứ lần mỗi ngày một ít thì, nhưng mà thường thì không thường xuyên được, chỉ đến những cái gần đến ngày chu kỳ ấy,
thì mình mới bấm liên tục. Thì 2 tháng này rất là nhiều. Còn đó. Này thì tôi xin phép được hỏi. Bạn cứ nói tiếp đi ạ. Vâng. Dạ, như cái huyệt này thì mình chỉ biết là đến những ngày đó thì giống như nó lạnh á, thì mình hay tóc tay lên hoặc là mình chườm nóng thôi, chứ không biết là bấm ở cái giữa này. Nhưng mà hôm nay được thì cái huyệt khí hải này thì mình mới biết là bấm vào nó cũng có tức tức nhưng mà nó dễ chịu hơn. Dạ, xin hết ạ. Mình nghĩ là về mặt kinh nghiệm mình tin chắc là với bạn mà khí hải tam âm giao xem lại những buổi sự kiện bấm thêm hợp cốc thận du đã nói hết rồi đúng không? Hợp cốc thận du hợp cốc ở tay đúng rồi ạ bạn. Kết hợp thêm với huyệt túc tam lý mà hôm ở trong cái buổi về dạ dày, chắc chắn là với năm huyệt đấy nó sẽ làm cho bạn thay đổi hoàn toàn cục diện ấy, hoàn toàn cục diện luôn ấy, cục diện của cái đau bụng kinh ấy. Bởi vì thực tế bao nhiêu người ta đã thoát ra rồi đúng không ạ? Với một huyệt tam âm giao bạn đã thoát ra được rất là tốt, với thì cộng thêm những cái huyệt nữa thì cái khả năng tái tạo lại ấy, nó nằm trong tầm tay thôi đúng không ạ? Đó. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn bạn Thủy ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã có những chia sẻ rất là sâu sắc ạ. Vâng. Dạ cảm ơn chị. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ cũng như thưa quý vị khán giả, vậy thì chúng ta đã trải qua được phần thực hành phần thứ hai rồi. Dạ. Khi là bác sĩ lại bị giật đường truyền rồi ạ. Tôi xin phép là bác sĩ chia sẻ lại cái điều bác sĩ vừa nói đi ạ. Hello. Hình như còn bị đứng hình rồi luôn ạ. Dạ vâng, trong thời gian chờ bác sĩ Lê Hải nghe được chúng ta thì tôi xin phép rằng là chúng ta đã vừa đi được đến phần qua phần lý thuyết rồi, và phần thứ hai thực hành bác sĩ Lê Hải cũng đã chia sẻ cho chúng ta thực hành được hai huyệt, đó là huyệt tam giao và huyệt khí hải rồi ạ. Vâng, vậy thì quý vị và các bạn hãy lưu ý nhé, chúng ta hãy có thể là thực hành thời gian tới thực hành, và chúng ta sẽ có cái trải nghiệm khoảng 2 tháng tới chúng ta sẽ có cái phản hồi lại xem chúng ta có cái sự thay đổi trong cơ thể không. Cũng như bác sĩ cũng vừa chia sẻ rằng là nếu chúng ta có thể thực hiện được là combo 5 huyệt, bác sĩ còn nói thêm là đến huyệt hợp cốc này, huyệt thận su và huyệt túc tam lý nữa. Và những cái huyệt này thì có nhắc đến ở trong các cái buổi trước của chúng tôi, ví dụ những cái khóa về dạ dày hay là những cái khóa về làm đẹp đều có ạ. Vâng, thì quý vị các bạn hoàn toàn có thể, chúng ta có thể truy cập vào trang web vmcvietnam.org, chúng ta hoàn toàn có thể xem lại các cái buổi live này của chúng tôi. Chúng tôi đã 9 số lần trước là chúng tôi đã có làm rồi, và chúng tôi đã đều đưa lên trên web vmcvietnam.org rồi ạ. Quý vị hoàn toàn có thể xem lại, chúng ta có thể kết hợp. Nếu chúng ta có thể bấm đầy đủ 5 huyệt này thì như bác sĩ chia sẻ với chúng ta là hoàn toàn có thể có cái kết quả rất là tuyệt vời cho cơ thể của mình đấy ạ. Dạ vâng ạ, bây giờ xin phép là bác sĩ ơi, tôi vừa tổng kết lại một chút như vậy đã đầy đủ chưa ạ? Và để chúng ta có thể bắt bây giờ là 21:15 mà chúng ta có thể bước vào cái phần 3 là cái phần giao lưu với quý vị khán giả được không ạ? Bởi vì trên cái ô chat có rất nhiều câu từ đầu ạ. Vâng ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép được quay lại từ đầu một chút nhá. Vâng. Và bởi vì lúc đầu tôi đọc có mấy câu cũng khá là tôi thấy là khá là có vấn đề nghiêm trọng với các bạn, cho nên tôi rất muốn bác sĩ giải đáp ạ. Ví dụ như là bạn Phan Nguyên ạ, bạn nói rằng năm nay bạn mới có 26 tuổi thôi, bạn hiện đã sinh một cách 4 năm và hiện tại thì kinh nguyệt chu kỳ của bạn là 34 đến tận 40 ngày, tức là nó đang không theo một cái vòng lặp như người phụ nữ bình thường hàng tháng. Và mỗi kỳ kinh là mỗi ngày kinh là 3 đến 5 ngày, nhưng mà ngày thứ hai thường ra rất nhiều cục máu đông bằng ngón tay út, thì xin bác sĩ có thể chia sẻ những cái vấn đề này ạ. Vâng. Thì thế này nhá, thứ nhất là cái vấn đề này gặp rất là nhiều mà mình cũng nói chung rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta khi mà trong cái hoạt động kinh nguyệt nó có bất thường ấy, nó sẽ biểu hiện rất là nhiều thứ. Mình đọc câu hỏi của các bạn từ đầu đến giờ rồi đúng không ạ? Có thể dài, có thể ngắn, có thể máu nhiều, máu ít, thì máu có thể cái màu sắc không đúng, hoặc là cái kết cấu của máu đấy nó cũng không ổn đúng không ạ? Thì mà thứ nhất thì cái này ấy là như cái video đầu đã nói đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bạn đã 34 đến 40 ngày nó dài rồi đúng không ạ? Thì và máu như thế nó không ổn đúng không ạ? Và tuổi này nó càng không ổn hơn đúng không ạ? Thì bạn hãy xem lại, nghiêm túc xem lại cách mà cái mình đã nói rồi. Tư thế này, lưng này, sử dụng nước lạnh này, cảm xúc này, đúng không ạ?
đấy, và còn rất nhiều thứ khác là nói rồi đúng không ạ, thì huyệt đạo kiểm tra xem này, các cái huyệt đạo mà với cái bạn thủy bạn đã bấm rồi, bạn bấm này đúng không ạ, bạn sẽ thấy cải thiện rất là nhiều. Tất nhiên cái những cái rối loạn nó đã đi xa, nó đi khá xa rồi ấy, là chúng ta phải kết hợp, nếu mà muốn cho nhanh thì chúng ta nên kết hợp với các cái khi bạn đi khám, mình nghĩ là bạn như này bạn đi khám rồi đúng không, với các cái bác sĩ chuyên khoa về về phụ khoa, người ta sẽ đưa các cái thứ thêm. Nhưng mà mình nói rồi, nếu như chúng ta dùng thuốc nhưng mà chúng ta không có bất kỳ những cái sự thay đổi nào mà chúng ta ỷ lại của vào cái thuốc đấy, là tôi bỏ tiền đâu mà làm một sự phải 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 quyết tâm đấy, phải có những cái thay đổi chứ tiền nó không mua được, nó chỉ mua được thuốc. Có vẻ như là đường truyền của bác sĩ nó lại bị giật một chút rồi đấy ạ. Bác sĩ đang chia sẻ về, tôi nghĩ là tôi sẽ đoán ý bác sĩ nhé, được không ạ? Vâng. Bác sĩ đang chia sẻ về là chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và có rất nhiều cái câu hỏi ở đây. Tuy nhiên rằng là trải qua một cái quãng thời gian chúng ta làm việc với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ vừa rồi, thì tôi cũng như quý vị ở đâu đó chúng ta đã hiểu được rằng là tất cả các nguyên nhân, các vấn đề ở tôi cũng như quý vị gặp phải khi mà đến mỗi cái chu kỳ tháng bị kinh nguyệt đấy, thì là đều là do khá nhiều ở là do thói quen trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nào là chúng ta có cái tư thế không đúng này, ảnh hưởng đến xương chậu này. Cái thứ hai chúng ta có cái phần ăn uống uống quá nhiều đồ lạnh này. Cái thứ ba chúng ta có thể là ví dụ những cái thời gian giao mùa hoặc là những cái thói quen tắm đêm là làm cho cơ thể chúng ta bị lạnh, bị nhiễm lạnh này. Giao mùa thì ta ăn mặc phong phanh chẳng hạn này, thường không giữ ấm bàn chân này. Hoặc là những cái đường dao mà như bác sĩ vừa chia sẻ là cái đường đường dao tôi thấy ở phía dọc đùi phía trong đấy đúng không ạ? Tôi Ở quan sát trong thấy như đúng vậy thì bác sĩ nghe thấy được đúng không ạ? vâng, nghe được Đó là cái đường rồi. kinh, vâng, đường kinh gì đấy, Vâng. vâng. Tôi đang muốn là đường truyền bác sĩ bị giật cầu, tôi đang muốn tổng hợp lại cho quý vị nhớ, tức là sẽ có rất rất nhiều những cái nguyên nhân như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến chính cái cơ thể chúng ta, và chính vì vậy nó ảnh hưởng đến không chỉ cái đường kinh nguyệt thôi mà còn ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nữa. Vậy thì ngay từ bây giờ tôi nghĩ rằng là bác sĩ cũng chia sẻ đến rằng là cái gì đó đến tài chính đúng không ạ, thì có phải tôi nghe nhầm không hay là đúng? Thì cái vấn đề tài chính đó là cái vấn đề tất cả chúng ta đều quan tâm, nhưng cái tài chính không không quan trọng bằng sức khỏe đâu ạ, tôi nghĩ vậy. Bởi vì cái sức khỏe chúng ta mới là quan trọng nhất. Có nhiều tài chính thế nào, có chúng ta đổ đổ công sức thế nào để kiếm tài chính nhiều, nhưng mà bị lãng quên một thời gian 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí chúng ta không có cơ hội để chúng ta sửa đổi cơ thể này đâu ạ. Thế cho nên rằng là ngay từ bây giờ chúng ta hãy tạo cho mình những cái thói quen thật là tốt đúng không bác sĩ? Hãy sửa những cái tư thế nào mà bác sĩ nói rằng là chúng ta hãy bị đang bị sai đi. Và cái thứ hai chúng ta có thể thực hành hàng ngày. Hàng ngày chúng ta có thể thực hành được cái combo 5 huyệt vừa rồi, thì tôi tin chắc rằng là tôi cũng như quý vị các bạn là hoàn toàn có thể trong thời gian 2 3 tháng tới, hoàn toàn cái chu kỳ đấy hàng ngày chúng ta cũng đã có thể được cải thiện và cải thiện thêm nhiều cái vấn đề khác của sức khỏe chúng ta trong cơ thể chúng ta nữa, đúng không bác sĩ? Vâng, xin cảm Vâng, ơn chắc bác sĩ chắn và là cảm ơn vậy. quý vị. Vâng, Vâng. bác sĩ có thể bổ sung ạ? Thôi thì chị nói hết rồi em. Thôi, chị bây giờ thành bác sĩ của chính mình rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Tại vì hôm nay, tại vì đường truyền nhiều quá, tôi mạn phép là tôi Chính được xác, nói chính thêm xác. là bác sĩ nhiều nhiều một tí. Là Dạ, hôm nay là vâng. nhờ nhờ chị Hằng nhiều đúng không ạ, Dạ mạng của em nó hơi vâng hơi ạ. kém. Tôi nghĩ rằng là qua những cái chia sẻ của tôi vừa rồi thì phần nào cũng đã giải đáp vào rất nhiều câu hỏi của quý vị ở một chat rồi. Vậy thì tôi xin phép rằng bây giờ chúng ta có thể chuyển sang một cái phần khá là hay ở buổi hôm nay được không ạ? Đó là cái Dạ. phần 3 của chương trình, đó là cái phần giao lưu chia sẻ với quý vị những cái câu hỏi, và sau đó chúng ta ban tổ chức chúng tôi là có phần quà trực tiếp, đó chính là các cái khóa học này đến gửi đến quý vị khán giả đấy ạ. Cho nên quý vị khán giả hãy tập trung nghe tôi phổ biến thể lệ cái phần chia sẻ này, và quý vị hãy đồng hành cùng tôi trong cái phần giao lưu này nhé. Quý vị hãy tương tác với chúng ta trên chat rất là nhiều được không ạ? Tôi xin phép sẽ được đọc cái thể lệ của cái phần giao lưu này ạ. Tức là sau khi tôi chúng ta có 2 câu hỏi thôi ạ, mà sau khi tôi đọc xong câu hỏi ấy, thì cái mời quý vị có thể chat lên một ô chat cái phần là đáp án theo cú pháp. Theo cú pháp là ví dụ như là A hoặc là B, nhưng mà phải có cả đáp án nữa. Tức là ví dụ như là A đường kinh gì hoặc là B đường mạch gì, thì là các quý vị sẽ phải chat rằng A chấm mạch hoặc là kinh gì đó. Tức là thì là đấy là một cái câu trả lời đầy đủ ạ. Dạ.
Vâng, quý vị có thể nhìn lên cái phần thể lệ nhận quà trên màn hình. Tổ kỹ thuật đã giúp tôi share lên rồi đấy ạ. Vâng, và sau khi tôi đọc xong thì tôi sẽ nói là bắt đầu. Tôi sẽ bắt đầu thì các quý vị khán giả sẽ chat lên giúp tôi một ô chat. Và đội thư ký sẽ giúp tôi là sẽ tổng hợp ra cái người mà trả lời đúng và nhanh nhất và ở trên cái một ô chat đó ạ. Và sau đó thì tổ thư ký sẽ chat rằng là cái câu hỏi một này ai sẽ là người được trúng thưởng ạ. Và sau khi khán giả được công bố là trúng thưởng thì vui lòng hãy nhắn giúp tôi là họ tên, số điện thoại và email lên ô chat để chúng tôi có thể gửi phần quà đến quý vị ạ. Nếu như quý vị có thể ngại ngần mà không chia sẻ ra cái phần thông tin cá nhân của mình ấy, thì hoàn toàn quý vị có thể chat riêng vào cái số điện thoại là 035 392 4140. Đây là số điện thoại của ban tổ chức của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ tôi xin phép được đọc câu hỏi 1 nhé. Câu hỏi thứ nhất ạ. Đường kinh mạch nào liên quan đến hoạt động kinh nguyệt theo y học cổ truyền? A. Kinh thận. B. Kinh tâm. C. Kinh can. Và D. Mạch nhâm. Bắt đầu ạ. Mời quý vị chat theo cú pháp là A hoặc là B chấm. Nội dung là gì, đường kinh gì hoặc đường mạch gì ạ? Và câu trả lời nào phải là sau khi tôi nói bắt đầu thì mới được ghi nhận đúng đấy nhé. Tổ kỹ thuật lưu ý giúp tôi ạ. 10 giây cuối cùng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cảm ơn quý vị. Xin phép được dừng đáp án ạ. Tổ kỹ thuật có thể xem giúp tôi ở trên ô chat là có thể chia sẻ rằng là bạn nào đúng và nhanh nhất không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là D, mạch nhâm ạ. Mạch nhâm là liên quan đến hoạt động kinh nguyệt theo học cổ truyền ạ. Có rất nhiều bạn đúng ạ. Vâng, vui quá bác sĩ Hải ạ. Nhiều bạn đúng lắm luôn. Tại này là càng, dạ vâng càng các buổi sự kiện sau là sẽ càng bạn giỏi thôi. Dạ vâng ạ. Tổ kỹ thuật ơi, các bạn phải lưu ý giúp tôi rằng là thật chính xác và công tâm đây nhé. Bởi vì rằng là có rất nhiều bạn đúng nè. Chúng ta hãy lấy bạn đầu tiên đúng nhất và từ trên xuống theo thứ tự thời gian ạ. Xin mời tổ kỹ thuật chúng ta có thể công bố được chưa ạ? Để tôi xin phép đi vào câu thứ hai ạ. Em thấy rồi này chị này. Dạ. Bạn là đấy, Phan Nguyên này. Vâng, xin chúc mừng khán giả Phan Nguyên đã trả lời đúng đáp án D, mạch nhâm. Dạ vâng ạ, Phan Nguyên đã. Cảm ơn Phan Nguyên rất nhiều nhé. Bạn có thể chat giúp tôi rằng là họ tên, số điện thoại và email của bạn ạ. Vâng, nếu bạn ngại chia sẻ cái vấn đề đấy chung ra đây thì bạn có thể chat vào cái số điện thoại mà tôi vừa mới nói nhá. Bạn đã nhớ chưa ạ? Số điện thoại của trung tâm chúng tôi đấy ạ. Xin cảm ơn bạn Văn Nguyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn còn tiếp tục còn một cơ hội nữa ạ. Tôi xin phép được đi vào câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai. Huyệt tam âm giao là nơi gặp nhau của ba đường kinh âm nào? A. Can, tâm, thận. B. Can, thận, tỳ. Và C. Thận, tâm, tỳ. Vâng. Bắt đầu ạ. Bắt đầu nhận câu trả lời ạ. Quý vị lưu ý là phải cả nội dung nữa ạ. Nguyên ABC là không được hợp lệ đâu ạ. Còn 5 giây nữa ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin phép được dừng nhận đáp án ạ. Và đáp án của chương trình đó là B, can thận tỳ. Là nơi gặp nhau của ba đường kinh âm can thận tỳ ạ. Vâng, người ta làm sao? Có rất nhiều bạn trả lời đúng bác sĩ ơi. Đáp án B, can thận tỳ này. Dạ. À, đường kinh tâm là đường kinh ở tay nhá, không phải là đường kinh ở chân. Mình cũng giải thích luôn với mọi người như thế. Dạ vâng ạ. Các cái nội tạng thì đều là đường kinh âm cả, nhưng mà có ba cái nội tạng liên quan đường kinh âm ở chân, còn hai nội tạng liên quan đường kinh âm ở tay là tâm với cả phế. Cảm ơn bạn Phan Thảo Nguyên, bạn đã chat lên cái địa chỉ của mình rồi đấy ạ. Tổ kỹ thuật lưu ý giúp tôi ạ. Vâng. Và tổ kỹ thuật ơi, không biết là vị khán giả nào là đạt được cái phần quà của câu hỏi thứ hai đây ạ. Xin chúc mừng khán giả Hiếu Anh ạ.
đã trả lời đúng đáp án B, can thận tỳ. Xin cảm ơn bạn Hiếu Anh rất nhiều và bạn vui lòng để lại thông tin để chúng tôi có thể liên lạc tặng phần quà tới bạn nhé. Cảm ơn quý vị, cảm ơn bạn rất nhiều đã hợp tác cùng chúng ta trong hai câu hỏi vừa rồi ạ. Vâng, quý vị thật là giỏi đi. Thật sự là cái câu thứ hai này nó không biết đâu bác sĩ ạ. Vâng, câu thứ hai này là khó đấy. Thật tôi không biết đâu. Vâng, cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị và các bạn, tôi cũng nhận được cái thông tin của ban tổ chức rằng là ban tổ chức có tặng thêm một phần quà nữa cho vị khán giả đã rất là nhiệt tình hợp tác với chúng ta trong phần thực hành ạ. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Bạn đã có phần chia sẻ thực hành rất là thú vị ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Và bạn Thu Thủy ơi, bạn cũng vui lòng để lại giúp tôi cái thông tin của bạn lên ô chat nhé, hoặc là chat riêng vào cái số điện thoại của trung tâm chúng tôi để chúng tôi có thể tặng khóa học này tới bạn được ạ. Vâng. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài các cái phần quà mà của trung tâm VMC muốn gửi đến quý vị khi quý vị giao lưu và tham gia cùng chúng tôi, thì có một đơn vị cũng luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình này. Đơn vị rất là yêu thích cái chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động này ạ. Vâng, đó là công ty cổ phần Vuôn Hệ. Vâng, thưa quý vị, sứ mệnh của trung tâm VMC chúng tôi đó là lan tỏa những cái thông tin sức khỏe hữu ích tới tất cả mọi người để cùng nhau có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và là rất vinh dự là chúng ta hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Vuôn Hệ. Và là đây là đơn vị bán lẻ chăn ga gối nệm lớn nhất của Việt Nam với cái hệ thống cửa hàng tại 23 tỉnh thành trên toàn quốc. Và với tiêu chí của đơn vị Vuôn Nệm đó là ngủ ngon, sống trọn, thì ngày hôm nay nhà hàng Vuôn Nệm sẽ dành tặng riêng tới tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình này một phần quà tri ân đặc biệt ạ. Đó chính là một voucher giảm giá trị giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng khi mua sản phẩm tại Vuôn Nệm, và sẽ được gửi tận tay đến quý vị và các bạn ạ. Vậy thì xin mời các bạn, bạn nào muốn nhận phần quà này, xin mời các bạn hãy điền thông tin qua form đăng ký mà bộ phận thư ký chúng tôi gửi lên ô chat ạ. Bộ phận thư ký đã gửi lên ô chat giúp tôi cái form đăng ký chưa ạ? Rồi, gửi rồi đấy chị. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi không kịp em thư ký luôn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng ta backup cho nhau đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin mời các bạn điền thông tin qua cái form đăng ký đó, thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ thông tin của quý vị đến nhãn hàng Vuôn Nệm. Và sau đó thì nhãn hàng Vuôn Nệm sẽ gửi cái voucher gửi đến trực tiếp quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì thời lượng chương trình cũng đã đến điểm đúng 21:30 rồi. Nhưng mà cũng giống như mọi lần khác thôi, chúng tôi vẫn là rất là mong muốn là bác sĩ có thể chia sẻ với chúng tôi một thông điệp cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc chương trình được không ạ? Xin mời bác sĩ. Vâng, thì hôm nay là buổi như kiểu dành cho các chị em đúng không ạ? Gần 20 đến 10 thì rồi đúng không ạ? Dạ. Thì cái này thì Lê Hải chia sẻ là cơ thể chúng ta ấy, nó có chúng ta có hai cách chăm sóc chủ động đúng không ạ? Một là chúng ta hãy tự chủ động bằng chính cái cơ thể chúng ta, trực tiếp chữa cho cơ thể chúng ta đúng không ạ? Cái chủ động thứ hai là cái chủ động chúng ta phải phụ thuộc những cái thứ khác nữa, thì Lê Hải cũng nói như thuốc hay là các cái sản phẩm nọ kia đúng không ạ? Thì chúng ta còn một cái rất tuyệt vời nữa, tức là chính cơ thể mình chữa cho mình. Vậy thì Lê Hải chúc là các chị em phụ nữ đúng không ạ, có thể sử dụng đôi tay của mình, sử dụng tâm ý của mình, sử dụng cảm xúc của mình để có thể là giúp cho chính cái bản thân các chị em trở nên đẹp hơn, khỏe hơn đúng không ạ? Bởi vì là gì? Bởi vì tiền nó chỉ mua được thuốc thôi, còn sức khỏe là chúng ta phải là bằng những cái nỗ lực của chính bản thân chúng ta. Và chúc các chị em là luôn khỏe, luôn đẹp, ngủ thật ngon, lúc nào cũng tươi tắn. Và chúc 20 tháng 10 là mọi điều như ý. Vâng, đấy là gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Và đương nhiên là kinh nghiệm điều hòa. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Đúng ạ, chương trình này là chương trình mà gần đến ngày 20 tháng 10 thì tôi suýt quên. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì lời chúc đấy. Đúng ạ. Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, thông điệp của bác sĩ vừa chia sẻ với chúng ta thì cũng chính là lời gửi gắm của trung tâm VMC muốn gửi đến toàn thể quý vị ạ. Quý vị đã dành thời gian tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay cũng như những chương trình sắp tới của chúng tôi đúng không ạ? Vâng. Và trung tâm VMC xin kính chúc toàn thể các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, hãy sống bình an mỗi ngày, hãy sống khỏe mỗi ngày ạ. Hãy biết chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn nữa và hiểu biết về cơ thể của mình nhiều hơn nữa. Thông qua các khóa học của chúng tôi
thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp đến quý vị rất rất là nhiều những thông tin bổ ích về cái cơ thể của chính mình, cho quý vị có thêm được cái bề dày về kinh nghiệm về sức khỏe của mình đấy ạ. Và nếu quý vị có thêm bất kỳ thắc mắc nào hay quan tâm đến các cái khóa học trực tuyến của trung tâm VMC thì về các cái chủ đề này hay chủ đề khác nữa thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Các quý vị hãy liên hệ với chúng tôi đi ạ, theo số hotline là 0966 000643 hoặc là qua website vmcvietnam.org. Thì trung tâm VMC cũng như là bác sĩ Lê Hải thì sẽ luôn luôn đồng hành cùng quý vị khán giả. Và chương trình giao lưu chia sẻ trực tuyến về các cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động sẽ được tổ chức đều đặn vào tối chủ nhật hàng tuần. Và số tiếp theo của chúng ta là với chủ đề là khô mắt, kẻ thù khó nắm bắt. Một chủ đề rất là ý nghĩa đúng không ạ? Ngay từ bây giờ, quý vị có thể có câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy gửi câu hỏi về trung tâm VMC để chúng tôi có thể đồng hành cùng các bạn được sớm ạ. Và một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có đón ngày 20 tháng 10 thật là ý nghĩa, nhận được nhiều hoa và quà nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn cũng như cho bác sĩ ngủ ngon. Xin cảm ơn, xin chào. Chào tất cả mọi người. Tôi xin phép có một lưu ý nhỏ ạ, đó là tất toàn bộ những câu hỏi của quý vị mà đã chat trong cuộc chat ấy, đó là tôi xin phép tôi quên, thì là nếu như có câu hỏi nào mà chúng tôi chưa được giải đáp ấy thì chúng tôi hoàn toàn đã lưu lại rồi, và sau này chúng tôi sẽ trả lời toàn bộ các cái câu hỏi đó và sẽ đưa lên các cái đường link ở trên cái website vmcvietnam.org theo đúng cái chủ đề này ạ. Quý vị và các bạn có ai đó mà nhỡ có câu hỏi nào chưa được giải đáp thì quý vị hãy theo dõi nhé, chúng tôi sẽ trả lời trên đó ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị ngủ ngon.